chương 2960, bị đùa nghịch thảm rồi, hai. Phẫn nộ ở trước mặt tánh mạng tính là cái gì, hiện tại Lăng Hàn quá mạnh mẽ, hắn căn bản không có khả năng địch nổi, đi lên chịu chết sao. Càng là tiên vương cao dai, bị hắc khí ảnh hưởng cực nhỏ, xác thực rất hiếu sát, nhưng tuyệt đối sẽ không không công chịu chết. Còn muốn chạy, Lăng Hàn lắc đầu, hưu, thân hình khẽ động, thể lực khủng bố vận chuyển, hắn mãnh liệt bắn ra, lập tức đuổi theo Điêu hiếu, một quyền oanh tới. Lấy lực lượng của hắn hiện tại, trừ khi đối phương am hiểu quy tắc không gian, nếu không hoàn toàn không có khả năng bỏ chạy ở trước mặt hắn. Phốc, một quyền oanh qua, nắm đấm của Lăng Hàn đã xuyên qua ngực của Điêu Hữu. Điêu Hữu cúi đầu nhìn, muốn nói chuyện, nhưng đầu lại nghiêng một cái, triệt để tử vong. Hai tiên vương tầng 8A đều bị Lăng Hàn dễ như trở bàn tay tiêu diệt. Mọi người đều khiếp sợ, chết lặng, mà ba người như thương ngọc lại tim mật đều hàn, có một loại đắng chát nói không nên lời. Bọn hắn liếc mắt nhìn lẫn nhau, nhao nhao quay người bỏ chạy. Bây giờ là cơ hội chạy trốn tốt nhất, nếu ngươi không đi liền không có cơ hội rồi. Lúc trước cho các ngươi lăn không lăn, hiện tại còn muốn đi. Lăng Hàn hừ một tiếng, hai chân phát lực, bành, tốc độ của hắn nhanh đến không cách nào hình dung, lập tức đuổi theo Tiết Thành Bạch, một quyền oanh giết. Nhưng hai người Ngưu Thương Ngọc càng chạy càng xa, hắn nhiều lắm chỉ có thể truy một người. Truy ai? Lăng Hàn khẽ quát một tiếng, xoát, tiên ma kiếm bị hắn ném ra ngoài, hóa thành một đạo lưu quang, tật bắn về phía Ngưu Thương Ngọc, mà hắn thì di chuyển thân hình, đuổi theo Dung Lâm. A, à, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Ngưu Thương Ngọc bị tiên ma kiếm đâm xuyên qua bả vai, đính ở trên đất, sát khí của tiên ma kiếm nhập vào cơ thể, nhanh chóng tan rã lấy chiến lực của hắn, mà Dung Lâm cũng rất nhanh bị Lăng Hàn đuổi theo. Hắn phấn khởi phản kích, nhưng làm sao có thể là đối thủ của Lăng Hàn, hai ba quyền đã bị Lăng Hàn sinh sinh đánh bạo. Lăng Hàn khoan thai quay về, đi tới bên người Ngưu Thương Ngọc. Tha mạng, Ngưu Thương Ngọc ngẩng đầu, muốn cầu xin Lăng Hàn. Phốc, Lăng Hàn một cước đạp xuống, đại não của Ngưu Thương Ngọc lập tức nổ tung, tên tiên vương tầng 8 thứ năm vẫn lạc. Lăng Hàn rút tiên ma kiếm ra, sau đó nhìn về phía Cốc Hợp Nghĩa, có chút kỳ quái. Người rõ ràng không chạy, Cốc Hợp Nghĩa ta cả đời chiến đấu vô số, chưa từng có tiền lệ không đánh mà chạy. Cốc Hợp Nghĩa ngạo nghễ nói, Lăng Hàn gật đầu, nể tình những lời này của ngươi, ta sẽ làm cho ngươi cái mộ bia. Lăng Hàn, người thật ngông cuồng. Cốc hợp nghĩa hừ một tiếng, dù thực lực của ngươi tăng vọt, nhưng muốn giết ta cũng là si tâm vọng tưởng. Vậy thì tới thử xem, lang Hàn vung kiếm mà đi, tuy hắn liên tục đánh chết năm tên tiên vương tầng 8, nhưng năm người này liên thủ cũng không cường đại bằng cốc hợp nghĩa. Cốc hợp nghĩa cũng rút kiếm, hắn hít một hơi thật sâu. Mượn tay ngươi, giúp ta đột phá tầng 8, lang Hàn có thể lâm trận đột phá, hắn cũng có thể. Bởi vì hắn là cốc hợp nghĩa, cốc hợp nghĩa tràn đầy tin tưởng, nếu lăng hàn có thể lâm trận đột phá vậy hắn cũng có thể chỉ luận thiên phú hắn không thua bất luận kẻ nào lăng hàn lắc đầu ở trong trăm chiêu ta sẽ chém đầu ngươi cốc hợp nghĩa không đáp lăng hàn nói không sai nếu hắn không đột phá như vậy tối đa chỉ chống đỡ trên trăm chiêu nhưng hắn có lòng tin ở dưới sinh tử áp lực chút thời gian này vậy là đủ rồi lăng hàn cũng không nói thêm gì nữa đến lúc này nói cái gì cũng không có ý nghĩa hắn đi nhanh tới bước về phía cốc hợp nghĩa cốc hợp nghĩa cung kiếm đây là tiên khí lúc này vô số phù văn sáng lên tản mát ra khí tức đáng sợ thân hình lăng hàn phi ra vung kiếm liền đâm tất cả phẫn nộ hòa tan vào một kiếm này mới vào võ viện cốc hợp nghĩa liền có định ý với hắn bởi vì hắn là nam nhân của nữ hoàng tiến vào cổ di tích lại nhằm vào hắn muốn bố trí xuống sát cục kết quả bởi vì hà thiên tôn căn bản không chết ngược lại làm cho ba người cốc hợp nghĩa tiêu anh hùng cơ hồ toàn diệt hiện tại ba người bọn họ lại truy vào tiên vương mộ địa, đánh lén thiếu chút nữa để cho hắn nuốt hận. Đại thù như vậy, ai có thể nhịn, dù sao lăng hàn nhịn không được, hắn thét dài một tiếng, tiên ma kiếm tách ra ánh sáng trói lọi, hắn phảng phất như một chiến thần vô địch. Tới chiến, cốc hợp nghĩa huy kiếm linh tiếp, bành, chỉ là lần đầu tiên giao phong, hắn liền bị đánh bay ra ngoài, bay ngược vài trăm dặm mới ngừng lại, không khỏi mặt trắng như tờ giấy, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Phải biết rằng hiện tại Lăng Hàn vận chuyển thuần túy là thể thuật, không có quy tắc, tuy không thể mượn đến lực lượng thiên địa, nhưng bản thân cường đại lại có được lực phá hoại càng thêm cuồng bạo. Cốc hợp nghĩa chỉ cảm thấy xương cốt trong thân thể run rẩy, giống như sau một khắc sẽ toái mất. Đánh giá cao người rồi, người ngay cả 10 chiêu cũng chưa hẳn tiếp được. Lăng Hàn nhàn nhạt nói, trong nội tâm không khỏi lắc đầu. Năng lượng trong quyển trục vị diện rốt cục hao tổn không còn, về sau hắn không thể dựa vào cái này đến để thăng thể thuật, hơn nữa bởi vì dựa vào một trong sáu loại bổn nguyên lực của nguyên thế giới rèn luyện thân thể, không có loại năng lượng này, thể thuật của hắn cũng không có khả năng tăng lên, vĩnh viễn ngừng tại ở cấp độ này. Trừ khi hắn có thể lần nữa hấp thu lực lượng bổn nguyên, cái kia ít nhất cũng phải là sự tình hắn đạt tới tầng 9. Nhưng Lăng Hàn cũng chỉ nghĩ một chút mà thôi, hiện tại tiến hóa lũy thừa của hắn đã đạt tới 12, càng nắm giữ gần như ba môn thiên tôn pháp, có thể sợ một tiên vương nào sao. Hắn lần nữa giết ra, đối với cốc hợp nghĩa hắn không có một chút thương cảm cốc hợp nghĩa nghênh tiếp nhưng căn bản không chịu nổi một kích lần nữa bị oanh bay oa hắn cuồng phun máu tươi chỉ cảm thấy trong bụng giống như quật ngã hận không thể nhổ ra lục phủ ngũ tạng hắn biến sắc mặc dù đối với mình tràn đầy tin tưởng nhưng ở dưới áp lực đột phá điều kiện tiên quyết là hắn có thể đối phó được áp lực ví dụ như lúc trước lăng hàn tuy thương thế trồng chất lại thủy chung có thể giữ vững tánh mạng mà hắn bất đồng mỗi kích đều làm hắn thiếu chút nữa tiến vào địa ngục, cái này căn bản không phải sinh từ áp lực, mà là trực tiếp muốn mạng của hắn. Tiếp tục như vậy, đừng nói lâm trận đột phá, hắn căn bản ngay cả tính mệnh cũng khó bảo toàn. chương 2961, Thập sát đoạt hồn kiếm. Dung ta một hồn một phách, hắn hét lớn một tiếng, thò tay lên đỉnh đầu chảo một cái, ngạnh xanh bắt lấy hai đạo quang mang, sau đó tiến vào trong tiên khí. Hắn tu thập sát đoạt hồn kiếm, mà diệt hồn phách người, trước tế thần hồn của mình, để cho uy lực của bộ kiếm pháp kia tăng lên gấp 10 lần. Đương nhiên, cái giá cũng vô cùng lớn, người có ba hồn bảy vía, hiện tại trực tiếp tế mất một hồn một phách, đối với hắn tạo thành tổn thương vĩnh viễn không có khả năng chữa trị. Nhưng không có cách nào a, à, không liều đó là một con đường chết. Mà cốc hợp nghĩa tin tưởng vững chắc, hắn nhất định có thể lâm trận đột phá. Giết, hắn giá ngự lấy tiên kiếm, vọt về phía lăng hàn, triển khai thập sát đoạt hồn kiếm, chiến lực của hắn thoáng cái đột phá tầng 9, rốt cục đã có được tư cách đối địch Lăng Hàn. Cùng là chiến lược tầng 9, Lăng Hàn cười ha ha, tự nhiên không có khả năng sợ hãi, tiên ma kiếm gọt chém, hắn cùng với cốc hợp nghĩa chiêu chiêu liều mạng. Ông, cốc hợp nghĩa còn phát động ra tinh thần trùng kích, chỉ tiếc, cảnh giới của Lăng Hàn tăng lên, công kích như vậy cũng chỉ để cho hắn đau sót mà thôi, lấy lực ý chí của hắn hoàn toàn có thể nhẫn được, cơ hồ không có ảnh hưởng. Chiến chiến chiến, giết giết giết, hai đại thiên kiêu đều thi triển hết khả năng, mà cho dù Cốc Hợp Nghĩa không tiếc tự mình hại mình tăng lên chiến lực, nhưng chiến lực vẫn hơi yếu hơn Lăng Hàn, bị Lăng Hàn oanh bay tứ tung, đã rơi vào hạc phong. Cốc Hợp Nghĩa bình tĩnh, ít nhất hiện tại hắn ổn định được trận tuyến, kế tiếp liền xem hắn có thể đột phá hay không. Lăng Hàn lắc đầu, Cốc Hợp Nghĩa nghĩ thật hay, lâm trận đột phá cần rất nhiều điều kiện, trọng yếu nhất là bản thân đã đạt đến đỉnh phong của một cảnh giới, ví dụ như hắn, lúc trước vì cái gì thủ vững lâu như vậy? Không phải là luyện hóa tiên quả sao? đây là một tích lũy cần thời gian dài dòng buồn chán ngược lại đột phá cảnh giới chỉ cần một cơ hội ví dụ như sinh tử áp lực có hoàn cảnh như vậy đột phá liền trở nên thuận lý thành trương tuy cốc hợp nghĩa đã là tầng 7 đỉnh cao nhưng cách cực hạn còn kém một chút nếu không lấy tư chất của siêu cấp đế tinh cần gì tiên quả căn bản không có bình chướng cảnh giới trực tiếp liền vượt qua đoạn khoảng cách này đối với cốc hợp nghĩa mà nói không phải vấn đề chỉ cần cho hắn mấy ngàn năm hắn nhất định có thể vượt qua dễ dàng tiến vào tầng 8 nhưng ấn đề là, bây giờ hắn còn có thể trèo chống lâu như vậy sao? Tự mình hại mình tăng chiến lực lên, có thể duy trì bao lâu? Lăng hàn tay trái hóa quyền, vận chuyển tam lôi thuật, cộng thêm cửu hóa thiên kinh gia trì, hắn từng quyền bạo oanh, thân thể chính là máy móc giết chóc đáng sợ nhất. Banh banh banh, không ngừng đối oanh, cốc hợp nghĩa bắt đầu bị thương, tiên huyết phi tiên, đối thủ cường đại vượt ra khỏi cực hạn của hắn, dù hiến tế một hồn một phách, thập sát đoạt hồn kiếm y nguyên không phải đối thủ của lăng hàn lại tế ta một hồn một phách, cốc hợp nghĩa cắn răng, từ đỉnh đầu cầm ra hai đạo quang mang nữa, tiến vào trong tiên khí, lập tức, chiến lực của hắn lần nữa tăng lên gấp 3. Đừng nhìn chỉ có gấp 3, nhưng đây là ở trên cơ sở chiến lực của hắn gấp 10 lần lại tăng lên gấp 3, so với trạng thái ban đầu, đây chính là chiến lực tăng 30 lần. Hiện tại, hắn rốt cuộc đã thực lực đối kháng Lăng Hàn. Lăng Hàn, cốc hợp nghĩa ta cả đời cũng không kém người. Cốc hợp nghĩa hét lớn, Lăng Hàn suy cười ta thấp hơn ngươi một cảnh giới, hơn nữa ngươi còn vận dụng bí pháp dốc sức liều mạng, lúc này mới chỉ có thể cùng ta liều ngang tay, còn có thể diện gì nói như vậy. Cốc hợp nghĩa lập tức nghẹn lời, lúc trước hắn bị lăng hàn áp chế quá thảm, thật vất vả san bằng cục diện, với hắn mà nói như là lấy yếu thắng mạnh, lại không để ý đến lăng hàn mới vừa vặn bước vào tầng 6. Đây mới thực sự là yêu nghiệt, không phải hắn có thể so sánh. Ta không tin, cốc hợp nghĩa quát, chiến ý rực cháy. Ngươi chỉ là vận khí quá tốt, mới có thể rút ra lực lượng của quyển trục vị diện cho mình dùng đây là trời đang giúp ngươi bằng không mà nói cùng giai chiến một trận ta không sợ ngươi huống chi ta còn có ưu thế một cảnh giới nói nhiều như vậy cũng không thể che giấu được sự thật ngươi là người thất bại lăng hàn chữ chữ chu tâm tiên ma kiếm ra không lưu tình chút nào cốc hợp nghĩa không phản bác được mặc hắn tràn đầy tự tin như thế nào cũng khó có khả năng cải biến được sự thật lăng hàn thấp hơn hắn một cảnh giới dù như thế, hắn còn phải tự mình hại mình tăng lên chiến lực mới có thể cùng Lăng Hàn phân cao thấp. Căn bản không cần so, vừa nhìn có thể nhìn ra hai người tranh lệch. Bất quá, cốc hợp nghĩa dù sao cũng là siêu cấp đế tinh, cả đời không biết trải qua bao nhiêu chiến đấu, tâm tính há sẽ dễ dàng dao động như vậy. Hắn lập tức kiên định tín niệm, dù Lăng Hàn yêu nghiệt hơn hắn thì như thế nào, chỉ cần hắn có thể dảo bước tiến lên tầng 8, có thể chu sát Lăng Hàn, một người chết. Thiên phú lại cao thì có tác dụng gì? Giết! hắn vận chuyển thập sát đoạt hồn kiếm, uy thế vô cùng đáng sợ. Hắn cũng biết mình tranh lệch ở nơi nào, một bên lấy ra đủ loại đan dược nuốt, lúc này, hắn cũng không cần biết thân thể của mình có thể hấp thu nhiều dược lực như vậy hay không, đây là cơ hội duy nhất của hắn, không dùng sao được. Lang Hàn một chút cũng không lo lắng, như vậy cũng có thể đột phá, vậy thì thật là coi tu luyện quá đơn giản. Hắn một kiếm lại một kiếm, mỗi một kiếm đều có thể bạo toái vô số tinh thần. Hiện tại Lăng Hàn quá cường đại, thể thuật cùng quy tắc chi lực dung hợp, chiến lực của hắn trực tiếp phá tầng 9. Đều nói tiên vương 9 tầng, một bước một thiên địa, kém một cảnh giới vốn chính là thiên địa tranh lệch, tầng 9 càng là một rãnh trời, vượt qua một bước này đối với chiến lực tăng lên quá lớn. Cốc hợp nghĩa miến cưỡng có thể đối kháng, nhưng mỗi hóa giải một kích của Lăng Hàn đều phải trả giá cực lớn, tựa như Lăng Hàn lúc trước vậy. Hắn vết thương chồng chất, máu tươi bốn phía, bạch cốt um tùm, cả người thảm tới cực điểm. Cốc hợp nghĩa gào thét, hắn không dám tế thần hồn nữa, nếu không hắn sẽ chết ngay lập tức, mà như bây giờ, hắn cũng chỉ là vùng vẫy dẫy chết mà thôi. Tái chiến, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không thể như vậy, hắn thét dài, không ham chiến nữa, quay người bắt đầu phá vòng vây. chương 2962, kết cục đã định. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, hắn cách tầng 8 chỉ có một bước ngắn, chỉ cần bước qua cửa ải này, hắn liền có thể trái lại trấn áp lang hàn. Nhất định có thể, Lăng Hàn không khỏi cười nhạo, là ai nói sẽ không có chuyện không chuyến mà trốn nhỉ. Thân hình hắn đuổi theo, tuy hắn ở trên quy tắc rút không ra bao nhiêu lực lượng, nhưng thể thuật bộc phát lại vô cùng khủng bố, một bước đuổi theo, tay trái hóa thành quyền oanh ra. Cốc hợp nghĩa không thể không chống đỡ, đinh đinh đinh, tiên kiếm của hai người ghép lại, hai đấm va chạm, lại không ngừng liều mạng. Cái này đối với cốc hợp nghĩa quá bi thúc, bất quá Lăng Hàn dính chặt, hắn chỉ có thể trọi cứng, không dám bỏ qua, vì hiện tại trạng thái của hắn lại dám ăn một kích của lăng hàn sao cốc hợp nghĩa thổ huyết tuy bây giờ hắn còn có thể cùng lăng hàn đối kháng nhưng hắn tế ra thần hồn sắp đốt sạch uy lực của thập sát đoạt hồn kiếm nhất định sẽ kịch liệt ngã xuống đến lúc đó hắn còn lấy cái gì ngăn cản lăng hàn tuy bây giờ còn có thể kéo dài hơi tàn nhưng hắn phảng phất như đã chứng kiến tử thần ngoắc hắn rồi nếu như không có ngoại viện hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ mà lúc này ai sẽ đến cứu hắn hắn cắn răng khổ chống đỡ lại vô lực cải biến kết cục, đến thời điểm này, chiến lược của hắn đột nhiên suy giảm. Hắn hiến tế thần hồn hoàn toàn thiêu đốt, đã không thể tiếp tục được nữa. Cốc hợp nghĩa lập tức mặt xám như cho, ở dưới trạng thái này, hắn không thể địch một chiêu của lăng hàn. Cặn bã từ bên ngoài đến, chết đi cho bổn tỏa. Đúng lúc này, một thanh âm ầm ầm vang lên, chỉ thấy xa xa phóng tới một đạo nhân ảnh, tản ra khí thức vô cùng cường đại, trên người càng có dị sắc quấn quanh, so với tinh thần còn muốn trói mắt. Cứu binh tới, Cốc hợp nghĩa vốn lộ ra sắc mặt vui mừng, bất quá chứng kiến trên người đối phương quấn quanh tám đạo dị sắc, hắn không khỏi rơi vào đáy cốc. Hiện tại Tiên Vương tầng 8 làm sao ngăn cản được Lăng Hàn? Trừ khi là siêu cấp đế tinh như Tiêu Anh Hùng, Miêu Hóa. Lăng Hàn tự nhiên cũng nhìn thấy, hắn hoàn toàn không có quay đầu, một kiếm chém xuống, phốc, cốc hợp nghĩa bị hắn chém thành hai đoạn, ông tiên kiếm tuột tay, bay nhanh về phương xa. Một đời thiên kiêu, cứ như vậy rút lui khỏi sân khấu lịch sử. Tiên khí Tiên vương tầng 8 vừa tới kia khẽ giật mình, sau đó đại hỉ, hắn chỉ là nhận được tin tức, nơi này có hai người từ bên ngoài đến lịch lãm rèn luyện, lúc này mới giết qua, không nghĩ tới vừa đến rõ ràng đã được đưa đại lễ. Tiên khí A, ở chỗ này ngay cả tiên vương tầng 9 cũng không có mấy người có thể có được. Thân hình hắn tật tránh, hưu, đuổi theo thanh tiên kiếm của cốc hợp nghĩa, nắm trong tay. Tiên khí lập tức tự phát huy, hàn quang đan vào, chém tới tên tiên vương kia. Đây là bảo khí do cốc hợp nghĩa luyện chế, tuy không có khả năng đạt tới độ cao như hắn, nhưng dù sao cũng là siêu cấp đế tinh, uy lực quả thực bất phàm, đủ để cùng tên tiên vương tầng 8 kia đối kháng rồi. Tiên vương tầng 8 kia lòng tràn đầy vui sướng, tập trung tinh thần muốn đoạt lấy tiên khí, mãi đến hơn 10 chiêu sau còn không có cầm xuống tiên khí, hắn mới run sợ. Vừa rồi tiên khí bị người điều khiển, mà chủ nhân bị chém chết rồi, đối thủ phải mạnh ra sao? Hiện tại hắn giống như đoạt thức ăn trước miệng cọp, không phải tìm chết sao? Ý nghĩ này chuyển qua, hắn không khỏi run sợ dừng lại, thần thức quét qua, quả nhiên phát hiện Lăng Hàn đang cách hắn ba trượng, hai tay ôm ngực, một bộ xem cuộc vui. Tiên khí cũng không có thừa cơ phản kích, mà mượn cơ hội này xông lên trời rời đi. Xuống cho ta, Lăng Hàn ra tay, chộp về phía tiên kiếm, tự mình chuốc lấy cực khổ. Tiên vương tầng 8 kia thầm nói, không có chiến lược tầng 9, lại làm sao có thể đi đối chiến tiên khí, đây chính là tồn tại cao nhất của quy tắc. Nhưng mà, cặp mắt của hắn lập tức trừng tròn xoe, bởi vì Lăng Hàn tay không tất sắt, trực tiếp cầm tiên kiếm, không phải chuôi kiếm mà là mũi kiếm, con mẹ nó, quái vật a, Tiên Vương tầng 8 kia lập tức đổ mồ hôi lạnh, ngăn không được run rẩy. Lang Hàn một mực bắt lấy mũi kiếm, nếu như thanh tiên khí này là Tiên Vương tầng 9 luyện, vậy hắn tuyệt đối không dám đón đỡ, bởi vì tiên khí sắc bén cộng thêm lực lượng tầng 9, tuyệt đối có thể vạch phá da của hắn, đối với thần cốt của hắn cũng tạo thành trọng thương, một kiếm trực tiếp gọt đoạn ngón tay của hắn cũng không phải là không có khả năng. Nhưng một thanh kiếm vô chủ, nhiều nhất phát huy ra chiến lược tầng 8 đỉnh phong, cái kia lăng hàn lại có sợ gì. Binh khí lại sắc bén, cũng phải phối hợp với lực mới có thể phát huy ra uy năng chính thức. Lăng hàn cười nhạt, ở trên tiên khí bố trí đạo đạo cấm chế, phong ấn tiên khí chi lực, sau đó ném vào tiên khách cư, về sau lại chậm rãi luyện hóa cũng không muộn. Lúc này, hắn mới nhìn lại tiên vương tầng 8 kia, cười nói. Mới vừa rồi ngươi nói cái gì ấy nhỉ? Tiên vương tầng 8 kia sắc mặt xấu hổ, hắn hơn 10 chiêu cũng không có chân áp được tiên khí, mà lăng hàn chảo một cái liền làm được, thực lực của hai bên tranh lệch lớn như thế nào không nói cũng hiểu. Hắn vội vàng cưỡng ép ra dáng tươi cười nói, vãn bối nói là, tiền bối ngày quá uy vũ rồi, xem xét chính là nhân trung chi long, bá khí vô cùng. Tiên vương tầng 8 rõ ràng gọi tiên vương tầng 6 là tiền bối. Lăng hàn kinh ngạc, người giàu gì cũng là tiên vương tầng 8, làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy. Xoát, đúng lúc này, Tiên Vương tầng 8 kia mãnh liệt xoay người bỏ chạy. Hắn cũng không ký thác hy vọng vào Lăng Hàn nhân từ, mà cố ý tê liệt Lăng Hàn, cho hắn thắng được thời gian chạy trốn. Chỉ cần hắn cất bước, dù Tiên Vương tầng 9 cũng rất khó đuổi theo. Mà thân hình của hắn vừa lên, liền thấy phía trước đột nhiên đã thêm một người, hai tay chắp sau lưng, giống như nhàn nhã bước chậm. Không phải Lăng Hàn thì là ai? Làm sao có thể nhanh như vậy? Tiên Vương tầng 8 kia kinh sợ, hắn rõ ràng khởi động trước Lăng Hàn nhưng đối phương làm sao lại ở trước mặt hắn. Ngươi chạy cái gì? Lăng Hàn hỏi, cái này, tiên vương tầng 8 kia trong mắt loạn chuyển, mới nói. Vãn bối mắc tiểu, muốn tìm một chỗ giải quyết, Lăng Hàn không khỏi bật cười, người này xác thực vô sỉ, còn là cực độ vô sỉ. chương 2963, nơi truyền thừa thứ tư. Hắn đối với người trong tiên vương mộ địa không có chút hảo cảm, huống chi hiện tại những người này còn bị hắc khí ảnh hưởng, đừng nhìn hiện tại đối phương thành thật, ăn nói khép nép, nhưng đó là bởi vì thực lực của Lăng Hàn càng mạnh hơn nữa. Trao đổi vị trí, tiên vương tầng 8 kia khẳng định đã lộ ra diện mục dữ tợn. Lăng Hàn lắc đầu, nếu ngươi tới săn giết người từ ngoài đến như ta, còn không ra tay. Tiên vương tầng 8 kia vội vàng lắc đầu, tiền bối ngươi thật biết nói giỡn, người tư thế oai hùng như tiền bối sao có thể là người từ ngoài đến. Ngài nhất định là người chỗ chúng ta, Lăng Hàn đột nhiên cảm giác mình không còn lời nào để nói rồi, tiện tay chém qua một kiếm, Sở tới mức tiên vương tầng 8 kia vội vàng triệt thoái ra sau. Xoát xoát xoát, hắn một kiếm so với một kiếm gấp, tiên vương tầng 8 kia chỉ tránh thoát ba chiêu, liền bị Lăng Hàn chém thành hai đoạn. Hưu, thân hình Lăng Hàn bắn lên, lập tức viễn đột. Sau khi chạy ra đầy đủ khoảng cách, hắn tiến nhập tiên khách cư. Đừng nhìn vừa rồi hắn uy phong bắt diện, quét ngang vô địch, nhưng lúc trước hắn bị thương không phải giả, chỉ là chiến ý của hắn cuồng liệt, lúc này mới một mực áp chế xuống. Hiện tại địch nhân toàn bộ diệt, hắn tự nhiên muốn yên tĩnh dưỡng thương. Cái yên tĩnh này, chính là 13 vạn năm, Lăng Hàn không chỉ dưỡng thương, còn vững chắc cảnh giới, dưới thời gian lưu gia tốc, 13 vạn năm chính là một ước 3.000 vạn năm, tự nhiên để cho cảnh giới của hắn hoàn toàn vững chắc, hơn nữa tiến bộ rất lớn. Loại chiến đấu lấy thương đổi thương này, liều chết đánh cực một lần có thể tăng lên tu vi nhanh nhất, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không thể treo, cũng không thể thụ thương quá nặng. Nữ hoàng cũng vững chắc cảnh giới, bởi vì nàng không cần dưỡng thương, Tiến cảnh kỳ thật còn nhanh hơn Lăng Hàn, nhưng hơn cũng không nhiều, dù sao tầng 6 cao như vậy, nếu không có đại dược chống đỡ, động một cái chính là mấy trăm tỷ năm mới có khả năng tiến thêm một bước, một ước năm lại tính toán cái gì. Lăng Hàn cùng nữ hoàng dắt tay ra tiên khách cư, bọn hắn ở chỗ này mạo hiểm còn chưa kết thúc. Trong lúc này, Lăng Hàn tự nhiên cũng lấy tiên khí của cốc hợp nghĩa cho tiên ma kiếm cắn nuốt, chỉ là từ tiên khí đến thiên tôn bảo khí quá khó vượt qua, tựa như tiên vương tầng 9 cùng thiên tôn tranh lệch, lớn như thiên địa thật không biết còn phải quăng vào bao nhiêu tiên kim. Gia sản của cốc hợp nghĩa rất kinh người, dù sao cũng là cự đầu của võ Việt, siêu cấp đế tinh, dảo bước tiến lên tiên vương không biết bao nhiêu năm rồi, để cho lăng hàn giật mình nho nhỏ. Thế nhưng mà, không có bảo vật tăng lên tu vi. Cái này cũng bình thường, có mà nói khẳng định bị hắn dùng xong rồi, sớm đã đột phá tầng 8, như vậy lăng hàn liền không nhất định chém được đối phương. Những tài nguyên này lăng hàn dùng ở trên khí lực, bất diệt thiên kinh tu luyện liền cần những đồ vật kỳ kỳ quái quái này. Hiện tại, khí lực của Lăng Hàn lại tiến thêm một bước, miễn cưỡng đạt đến tầng 7, chỉ là so sánh với chiến lực, lại chênh lệch rất nhiều. Gia sản của tiêu anh hùng, miêu hóa hẳn cũng không ít, nếu có được mà nói, không chừng có thể để cho bất diệt tiên vương thể tiếp cận viên mãn. Lăng Hàn cùng nữ hoàng xuất phát, ngũ hành lôi thuật còn kém hai đạo A. Hiện tại bọn hắn thực có thể hoành hành không sợ rồi, Lăng Hàn đã có chiến lực tầng 9, mà nữ hoàng tăng thêm tiên khí, chiến lực cũng đạt tới tầng 8 đỉnh phong, bất kỳ một cái nào cũng có ngăn cản một phương. Đuổi giết bọn họ là không có đình chỉ, người từ bên ngoài đến lịch lãm rèn luyện từ trước đến nay là người nơi này nhất thống hận nhất, thế nhưng mà, hiện tại chỉ có phần đưa đồ ăn cho hai người. Nhưng để cho Lăng Hàn không vui chính là, người nơi này đều quá nghèo, giết cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Đi 7 năm, trong lúc này Tiên Vương tầng 8 chết ở trong tay bọn họ không biết bao nhiêu, hơn nữa căn bản không cần Lăng Hàn ra tay, nữ hoàng liền có thể giải quyết. Điều này cũng làm cho hệ số nguy hiểm của hai người một đường tăng vọt, đã gần hai năm không có tiên vương tầng 8 tới truy giết bọn hắn rồi. Cổ quái chính là, tiên vương tầng 9 Thủy Trung không có xuất hiện. lang Hàn nhớ rõ mình làm thịt rất nhiều nhị thế tổ, sao còn không có tiên vương tầng 9 hiện thân. Chẳng lẽ phía trước xuất hiện siêu cấp bảo vật gì, chúng cường giả đang đánh túi bụi, căn bản không rảnh tay. Mấy ngày sau, phía trước xuất hiện một ngọn núi. Đây là một tòa kim sơn, toàn thân sáng chói, tản ra quang mang chói mắt, mà nhìn kỹ, trên núi cắm một thanh kiếm, dài khắp gai nhọn hoắt. Ở trong kiếm thể, còn có đạo đạo tia chấp kim sắc vận chuyển, xì 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 rung động. Kim hệ chi lôi, lang hàn cùng nữ hoàng liếc mắt nhìn nhau, đều tràn đầy vui sướng. Đây là nơi truyền thừa thứ tư, bọn hắn đi lên phía trước, mới vừa tới chân núi, ông, liền thấy vách núi run rẩy có bảy chuôi kiếm tự động thoát ly sơn thể, mũi kiếm đảo ngược, chỉ hướng hai người bọn họ. Hiu hiu hiu, thất kiếm tề động, gọt chém về phía Lăng Hàn cùng nữ hoàng. Chúng cũng không phải là đâm thẳng phổ thông, mà là hợp thành một trận thế, bởi vậy rõ ràng chỉ là bảy chuôi kiếm, nhưng lại phát ra xu thế thiên quân vạn mã. Nữ hoàng ra tay, cùng thất kiếm chiến đấu, bang, 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 chỉ một hồi, nữ hoàng liền trấn áp thất kiếm, tính tình của nàng không tốt, trực tiếp lấy tiên khí gọt đoạn bảy chuôi kiếm. Dám ra tay với nàng, đây là đại bất kính, đương nhiên phải chém rồi. Hai người tiếp tục lên núi, chỉ vài bước mà thôi lại có chín chuôi kiếm thoát ly sơn thể triển khai công phạt ở chỗ này chiến đấu là chính yếu đi vài bước liền có kiếm thể phát động công kích theo số lượng tăng nhiều tạo thành trận pháp cũng càng ngày càng phức tạp uy lực cũng càng lúc càng lớn may mắn chiến lực của lăng hàn cùng nữ hoàng đều vô cùng cường hoành số lượng kiếm thể nhiều hơn nữa cũng không sợ trong núi không người cũng phải nếu như không phải ở ba địa phương trước nhận được truyền thừa ai sẽ ở chỗ này lãng phí thời gian cùng kiếm thể đại chiến lại không có chút chỗ tốt nào. Thê tử, người có phát hiện không, chúng ta muốn lấy được truyền thừa, mấu chốt có khả năng ở chỗ những kiếm trận kia. Lăng Hàn nói, nữ hoàng gật đầu, kiếm trận thiên biến vạn hóa, có lẽ nhìn bí mật của kiếm trận, có thể ngộ ra bí môn, từ đó tìm được mắt trận, tác động lực lượng ở đây, chẳng những có thể lấy được một phần truyền thừa, thậm chí ngay cả tu vi cũng có thể càng tiến một bước. Trường 2964, Tái chiến tiêu anh hùng. Cũng chính vì cân nhắc như vậy, về sau nàng liền không có phá hủy kiếm thể nữa. Hai người tĩnh tâm, ở trong núi không ngừng qua lại, cùng kiếm trận bất đồng chiến đấu, đạt được cảm ngộ. Trọn vẹn nửa năm trôi qua, hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lộ ra dáng tươi cười. Bọn hắn đã nắm giữ bí môn của tòa kiếm sơn này. Đi, bọn hắn lần nữa đi lên núi, nhưng lần này lộ tuyến lại hoàn toàn bất đồng dĩ vãng, mà cổ quái chính là không có kiếm thể thoát ly, tạo thành kiếm trận công kích bọn hắn gần nửa ngày thời gian bọn hắn liền đi tới đỉnh núi lúc trước không phải là bọn hắn không có đi tới đỉnh núi nhưng chứng kiến cảnh vật lại hoàn toàn không phải như thế cái này là diệu dụng của trận pháp nhưng mà ở trung tâm đỉnh núi đang có một người khoanh chân mà ngồi bốn phía có vô số kiếm nhỏ màu vàng quấn quanh nhìn kỹ đây cũng không phải là thật thể mà là năng lượng thể lăng hàn dương mày tiêu anh hùng người khoanh chân ở trên đỉnh núi kia rõ ràng là tiêu anh hùng cũng thế hắn cùng với cốc hợp nghĩa, miêu hóa không phải thân huynh đệ, chỉ là vì đánh chết lăng hàn mới cùng một chỗ tiến nhập tiên vương mộ địa, nhưng thời điểm cơ duyên xuất hiện, bọn hắn tự nhiên sẽ tách ra. Thật sự là không ngờ, tiêu anh hùng lại có thể ở trước bọn hắn một bước, được nơi này truyền thừa. Xoát, đúng lúc này, tiêu anh hùng đột nhiên mở hai mắt ra, lập tức, ở giữa đôi mắt của hắn hiện lên hai bóng kiếm, càng có lôi đình chấp động. Hắn vươn người đứng dậy, đùng đùng, toàn thân tán lấy tia chấp, hắn ngạo nghễ nhìn lăng hàn nói. Ngươi đi tìm cái chết sao? Lăng Hàn tự nhiên sẽ không yếu thế nói. Ta cũng đang muốn chém ngươi, không nghĩ tới được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Ha ha, ngươi xứng sao? Tiêu Anh Hùng khinh thường nói. lang Hàn cười nhạt một tiếng. Cốc hợp nghĩa đã bị ta làm thịt, ngươi là thứ hai. Ân, Tiêu Anh Hùng có chút giật mình, thời điểm cùng cốc hợp nghĩa tách ra, đối phương đã là tầng 7 hậu kỳ, thời gian lâu như vậy, đối phương như thế nào cũng đạt tới tầng 7 đỉnh phong, như vậy cũng bị Lăng Hàn làm thịt thực lực của người này lại có tiến bộ lớn bất quá tiêu anh hùng lập tức lộ ra vẻ ngạo nhiên cốc hợp nghĩa là cốc hợp nghĩa ta là ta lời nói tầm đó hắn không che giấu thực lực của mình oanh khí thế đáng sợ như biển động trên người của hắn cũng hiện ra từng đạo dị sắc một hai ba bốn bảy tám tám đạo hắn rõ ràng là tiên vương tầng tám rồi ha 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 tiêu anh hùng cười to các ngươi tới đã chậm một bước ta chẳng những được kiếm trận truyền thừa, còn lấy được lực lượng, từ lúc 5 vạn năm trước đã đột phá tầng 8. Đế tinh tầng 8, hơn nữa vững chắc cảnh giới, chiến lực tuyệt đối kinh người, đủ để so sánh tầng 9 trung kỳ thậm chí hậu kỳ. Lăng Hàn không sợ, hắn cũng đã vững chắc cảnh giới, chiến lược tuyệt đối không kém. Cái gì cũng là nói nhảm, tới chiến A, hắn trực tiếp rút kiếm, chỉ tiêu anh hùng. Ha ha, ta đột phá tầng 8, càng tu được vô thượng bí thuật, vừa vặn bắt ngươi huyết tế. Tiêu anh hùng ngạo nghễ nói, ngoắc ngón tay, ra tay đi, Lăng Hàn cũng không khách khí, dưới chân phát lực, bành, hắn lập tức tuôn ra lực lượng đáng sợ, lóe lên liền đi tới trước mặt Tiêu Anh Hùng, một kiếm đâm ra. Ông, một kích này toàn lực ra tay, tu vi của Lăng Hàn cũng không tiếp tục giữ lại, khí tức tầng 6 dương động. Ơ, ờ, tầng 6, Tiêu Anh Hùng kinh ngạc, hắn thực là không ngờ, tu vi của Lăng Hàn tiến cảnh cũng nhanh như vậy, thậm chí còn vượt xa hắn, lúc này mới bao lâu, cảnh giới hai người chênh lệch liền giảm xuống hai tầng. Cái này cũng không phải sơn hà cảnh, chảm trần cảnh, tùy tiện ăn mấy tiên dược có thể tăng tu vi lên. Hắn cũng là nhận được đại tạo hóa, hóa nguyên quy nhất quả có thể làm cho tiên vương tầng 9 dạo bước tiến lên nửa bước thiên tôn, mà kiếm sơn này càng không biết tích lũy bao nhiêu năm, dưới hai kỳ ngộ, hắn mới từ tầng 6 dạo bước tiến lên tầng 8. Sau khi kinh ngạc, hắn liền bị sát khí bao phủ, vận mệnh của người trẻ tuổi này còn kinh người hơn hắn, tuyệt đối giữ lại không được, nếu không thực có một ngày sẽ bị lăng hàn giết. Hắn ra thương, bành bành bành, thân thương đảo qua, quy tắc ở phụ cận bị đánh hỗn loạn, đã có lực lượng bản thân hắn, lại có tiên khí chi uy. Chỗ cường đại của tiên vương ở đâu? Quy tắc, nhưng bây giờ quy tắc bị đánh tan rồi, làm sao thuyên chuyển? Tiêu anh hùng là một kích trực chỉ căn bản, cho thấy kinh nghiệm chiến đấu phong phú của hắn. Hắn cười lạnh, kích thứ nhất hắn lấy tu vi cao chiếm cứ chủ động, kế tiếp hắn sẽ liên tục công kích lăng hàn. Đinh, tiên ma kiếm chém đến trên thân thương, phù văn chấp động, đại đạo va chạm, hai người ai cũng không có lui ra phía sau một bước kết quả chẳng phân biệt được cao thấp tiêu anh hùng kinh hãi lăng hàn rõ ràng có được lực lượng tương đương hắn làm sao có thể quy tắc đã bị hắn đánh tan hắn từ nơi nào rút ra lực lượng phải biết rằng tiên vương không có cách nào vận dụng quy tắc kỳ thật cũng chỉ là chạm trần cảnh lăng hàn bảo cánh tay phải chấn động banh lập tức bị tiêu anh hùng bắn ra hắn vãn một kiếm hoa tầng 6 thì như thế nào tiêu anh hùng vốn là im lặng sau đó mới nói hiện tại ta tin tưởng ngươi giết cốc hợp nghĩa thể thuật của ngươi cực kỳ kinh người cộng thêm quy tắc chi lực ở trên lực lượng quyết không thua ta hắn là đế tinh nếu ngay cả sự thật cũng không dám đi thừa nhận vậy cũng không có khả năng đứng ở độ cao như vậy bất quá ta vẫn có thể chém ngươi hai mắt hắn bắn ra thần quang cực kỳ tin tưởng lang hàn cười ha ha không nên nói chết như vậy ta mới là người muốn chém ngươi si nhân mộng tưởng tiêu anh hùng đâm tới Lúc trước thời điểm ở võ viện, tiêu anh hùng cùng cốc hợp nghĩa, miêu hóa đặt song song, cho dù ba người cao thấp có khác, nhưng tranh lệch cực kỳ bé nhỏ. Nhưng hiện tại hắn giảo bước tiến lên tầng 8, lại vững chắc cảnh giới, chiến lược tuyệt không phải cốc hợp nghĩa có thể so sánh. Trường thương đâm, quét, hoành, đụng, dương động lên quy tắc, vô cùng đáng sợ. Lăng hàn ở trên quy tắc đã rơi vào tuyệt đối hạ phong, tranh lệch hai cảnh giới là hắn không có cách nào đền bù, nhưng thể thuật của hắn quá cường đại, hơn nữa không cậy vào ngoại vật không cần mượn lực thiên địa, đây mới thực là bản thân cường đại. chương 2965, Trung cực chi địa 1 Hắn triển khai tiên ma kiếm, tay trái điều khiển tam lôi thuật, cuồng oanh về phía tiêu anh hùng. Ồ, người vậy mà cũng nắm giữ loại lôi thuật này. Tiêu anh hùng kinh ngạc, lúc trước hắn cũng không có đạt được qua truyền thừa cùng loại, sau khi tới đây, hắn mới ngẫu nhiên lấy được. Mà Lam Hàn rõ ràng cũng biết lôi thuật, tuy bất đồng hắn nắm giữ, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được là nhất mạch tương thừa ha ha ta muốn giết ngươi siêu hồn được hết truyền thừa hắn cười to lang hàn cười lạnh ngươi thật đúng là nghĩ khá lắm tiêu anh hùng không hề nói hai tay múa tung tiên thương toàn diện kích hoạt tiên khí trị uy hiển thị rõ lang hàn cũng không yếu chiến lực của bản thân hắn liền không kém gì tiêu anh hùng mà tiên ma kiếm lại vượt qua tiên khí phổ thông sau mấy ngàn lần va chạm đinh một cái chỉ thấy tiên thương bị chém một góc tiêu anh hùng kinh hãi vội vàng đuổi theo một góc kia lại bị lăng hàn ngăn trở làm sao cũng không có cách nào thực hiện một phen chiến đấu một góc kia đã bị lăng hàn cầm xuống tiêu anh hùng lộ ra thịt đau đây chính là tiên kim a tuy bị chém nhỏ nhưng tiên kim có được năng lực chữa trị bản thân chỉ cần cho nó thời gian nó vẫn có thể dung hợp trở về nhưng bây giờ bị lăng hàn cầm đi cái kia trừ khi giết chết lăng hàn nếu không liền không có khả năng đoạt lại đồng dạng là tiên khí vì sao mình không bằng lăng hàn chẳng lẽ đó là phệ kim thiết tạo thành. Hắn lộ ra vẻ khiếp sợ, cũng chỉ có phệ kim thiết, có thể thôn phệ tiên kim tăng lên phẩm chất, từ đó siêu việt tiên kim, sau cùng trở thành tài liệu thiên tôn cấp. Hắn nhìn lăng hàn, lộ ra vẻ vô cùng hâm mộ. Phệ kim thiết A, sau cùng sẽ trở thành tài liệu thiên tôn cấp, nhưng bây giờ rõ ràng đã rơi vào trong tay một tiên vương tầng 6, cái này là may mắn bực nào. Đại biểu cho thiên địa số mệnh trông nom sao, tiêu anh hùng hít một hơi thật sâu, là thiên địa sủng nhi thì như thế nào, hắn có thực lực tuyệt đối, có thể đoạt lấy. Giết, tiêu anh hùng bạo phát toàn lực, công về phía lăng hàn. Ông, hắn đâm ra một thương, có bảy đạo kiếm quang từ mũi thương đánh ra, càng có lôi đỉnh quấn quanh, cực kỳ cổ quái. Đây là hắn ở trong kiếm sơn lấy được truyền thừa, canh kim chi lôi. Ông, tinh thần trùng kích cũng lao qua, vô cùng lăng lệ ác liệt. Lăng hàn không thể tránh né thức hải đau xót, trước mắt tối đen, tinh thần trùng kích của đế tinh tầng 8 thật đáng sợ, vượt xa cốc hợp nghĩa có thể so sánh nhưng hắn đã đẩy bất diệt thiên kinh tới trước một bước, tuy còn không có đạt tới tầng 8, nhưng dù sao cũng tăng lên, đương nhiên năng lực chống cự tinh thần trùng kích cũng tăng cường. Hắn bảo vệ chặt tâm thần, tiên ma kiếm vọt qua, cường thế phản kích. Đinh đinh đinh, hai người đại chiến, từ trên thực lực đến xem, bọn hắn thật sự không kém bao nhiêu, nhưng tuyệt đối là lăng hàn chiếm tiện nghi. Bởi vì tiên ma kiếm của hắn là phế kim thiết tạo thành, trình độ sắc bén đã qua tiên khí, đánh một lúc, tiên khí gì cũng bị nó chặt đứt, chém vỡ. Lại mấy ngàn chiêu, trường thương của tiêu anh hùng lại tổn hại một góc. Đây là hắn không có cách nào thừa nhận, nếu tiên khí đoạn toái, vậy hắn làm sao ngăn cản lăng hàn có được tiên ma kiếm. Ngươi chờ, tiêu anh hùng gào thét, trường thương đảo một cái, hắn cường thế bước lui lăng hàn, sau đó xoay người rời đi. Đợi ta được hết lôi thuật truyền thừa, là ngày ngươi đền tội. Hiện tại hắn căn bản không bắt được lăng hàn, ngược lại chỉ ăn thiệt thòi, liền quyết định rời đi, tuyệt không dây dưa dài dòng lăng hàn cũng không truy kích hắn không mạnh bằng tiêu anh hùng chỉ là bởi vì tiên ma kiếm mới thắng được một bậc thu hoạch nơi đây truyền thừa dung hợp lôi thuật càng nhiều uy lực càng cường đại lăng hàn nhìn nữ hoàng nói dù sao tiêu anh hùng cũng chạy không được chỉ cần hắn tăng thực lực của mình lên là được nữ hoàng gật đầu nàng so với lăng hàn càng thêm khát vọng cường đại bởi vì vừa rồi chỉ có lăng hàn độc thân chiến đấu nàng không giúp đỡ được gì nàng vô cùng kiêu ngạo làm sao có thể nhẫn chuyện như vậy hai người tới trung tâm đỉnh núi thay thế vị trí của tiêu anh hùng lúc trước bọn hắn đã được bí mật của kiếm trận lập tức trong đầu hiển hóa ra vô số ký hiệu kim sắc nhưng lần này không có lực lượng nhập vào cơ thể bởi vì toàn bộ bị tiêu anh hùng hấp thu sạch sẽ muốn có lực lượng quán thể vậy cũng cần một hai kỷ nguyên sau tòa kiếm sơn này mới khôi phục tương đương dù tiêu anh hùng quay lại phía trước vậy cũng chỉ có thể đạt được ba loại lôi thuật truyền thừa mà không có cách nào đạt được lực lượng quán thể thu hoạch lấy bí thuật rất nhanh bởi vì không có lực lượng quán thể, chỉ nửa ngày thời gian, Lăng Hàn cùng nữ hoàng liền được truyền thừa, bọn hắn lo lắng bị Tiêu Anh Hùng giết hồi mã thương, thừa dịp lúc bọn hắn tu luyện đánh lén, liền rời kiếm sơn, sau đó mới tiến vào tiên khách cư. Lại vài vạn năm sau, hai người cuối cùng nắm giữ canh kim chi lôi, cùng Tam Lôi thuật dung hợp, tạo thành Tứ Lôi thuật. Ngũ hành dù chỉ thiếu một cái, nhưng uy lực cuối cùng kém quá nhiều. Lăng Hàn lắc đầu, nhìn xem Bất Diệt Thiên Kinh, cái này đồng dạng là Thiên Tôn pháp nhưng uy lực cường đại cỡ nào. Ngũ hành lôi thuật hẳn tuyệt đối không kém, nhưng Lăng Hàn tự nghĩ tu bất diệt thiên kinh đến độ cao đối ứng, tứ lôi thuật tuyệt đối oanh không phá phòng ngự của bất diệt thiên kinh. Cái kia chỉ có một nguyên nhân, chính là ngũ hành không đủ, môn thiên tôn pháp này chẳng những không có cách nào phát huy toàn bộ, thậm chí chỉ có thể chém ra một phần mười mà thôi. Từ 4 tới 5 đây là một biến chất, vậy thì mau chóng đạt được truyền thừa thứ năm, nữ hoàng nói, lăng hàn gật đầu, còn phải cướp ở trước tiêu anh hùng, bằng không thì được truyền thừa, nhưng lại ít đi lực lượng quán thể. Bọn hắn ra tiên khách cư, tiếp tục tiến lên, năm truyền thừa đã xuất hiện bốn tòa, có thể thấy được nguyên cổ mộ này cũng sắp tới phần cuối rồi. Từng mảnh sơn hà ở dưới thân thể của bọn hắn xẹt qua, hai người đều không để ý đến người trên đường, hiện tại bọn hắn chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là tòa truyền thừa thứ năm. Tuy bọn hắn không có lãng phí thời gian, nhưng luôn có người biết tin tức quá chậm, mới vừa vặn thu được tin tức hai người chính là từ bên ngoài đến lịch lãm rèn luyện, cố ý đi ra đánh giết bọn hắn. chương 2966, Trung Cực Chi Địa 2 Tiên vương tầng 8 làm sao là đối thủ của hai người, tự nhiên là bị chấn áp, mà hai người cũng từ trong miệng chút ít tiên vương này biết một vài bí mật. Chỉ là phần cuối của nguyên cổ mộ chẳng những có tuyệt thế công pháp truyền thừa, thậm chí còn có thông đạo ly khai tiên vương mộ địa. Nhưng điều kiện tiên quyết là, đạt tới tầng 9, cho nên, hiện tại tất cả tiên vương tầng 9 đã đi nơi đó. Lăng Hàn có chút tin tưởng, bởi vì xác thực không gặp một tiên vương tầng 9 đi ra đánh giết bọn hắn, nhưng đến cùng có tuyệt thế truyền thừa cùng thông đạo rời đi hay không, cái kia còn cần thương thảo rồi. Hoang Nguyệt, nguyên cổ mộ này là Hoang Nguyệt dẫn người tới, thậm chí còn ném ra ba bộ cửu hóa thiên kinh. Nếu như cần vô số tiên vương hợp lực mới có khả năng mở một đường tiến vào nguyên cổ mộ, Lăng Hàn tin tưởng, nhưng vì thế muốn trả giá ba bộ cửu hóa thiên kinh. Lăng Hàn tuyệt đối không tin, bởi vì chỉ cần thả ra tin tức, bản thân cái đại mộ này liền có sức hấp dẫn tuyệt đối rồi. Phần cuối của nguyên cổ mộ, hẳn là cất dấu chân tướng. Lăng Hàn nhìn về phía nữ hoàng, nữ hoàng thì nhìn hắn gật gật đầu, lấy thực lực bây giờ của hai người có thể đi sông. Bảy tháng sau, tiền phương của bọn hắn xuất hiện một tòa cung điện vô cùng nguy nga. Cao vút trong mây, có vô số lôi đình quấn quanh, uy nghiêm, mênh mông cuồn cuộn. Đây là cực hạn, bởi vì sau cung điện chính là hư không vô tận, không thể hoành độ. Từ bên ngoài xem, tòa cung điện này vô cùng cô quạch, phảng phất như tử địa. Tất cả tiên vương tầng 9 đều ở bên trong, quả thực quỷ dị a, nhiều tiên vương tầng 9 như vậy đều ở bên trong, vì sao không có chút động tính. Lăng Hàn nói nhỏ, nữ hoàng nắm thật chặt tiên khí trong tay, tay trái thì nắm tay Lăng Hàn. Lăng Hàn lộ ra dáng tươi cười, cầm lấy tay nữ hoàng, bước nhanh mà đi. Tòa cung điện này rất cao lớn, bởi vậy từ chứng kiến đến chính thức tiếp cận, lại phải đi rất xa, thời điểm bọn hắn đi vào trước cổng cung điện, liền chứng kiến một đám người đang ra sức oanh kích cửa điện. Quỷ dị chính là, đại môn của cung điện này rõ ràng mở rộng ra, chỉ là có vô số lôi đình rậm rạp, như thác nước rủ xuống. Nhóm người này có tất cả bốn người, đồng loạt ra tay oanh kích, mà lôi đình rủ xuống lại không bị ảnh hưởng chút nào, bọn hắn căn bản không xuyên thấu. Cảm ứng được hai người lăng hàn tiếp cận, bốn người kia lập tức ngừng lại, nhao nhao quay người. Lăng hàn không khỏi lộ ra dáng tươi cười, cái thế giới này cũng quá nhỏ rồi đó chính là mấy người vương đông sâm nhị thế tổ đến từ cát khai thành lúc trước số lượng của bọn họ không chỉ bốn người đại khái là trên đường đi hao tổn rồi dù sao đây cũng không phải là cát khai thành có thể mặc cho bọn hắn hoành hành ngang ngược lý long chứng kiến lăng hàn vương đông sâm lập tức kêu lên lúc trước ba người tiêu anh hùng phục kích lăng hàn bọn hắn bái kiến tướng mạo sẵn có của lăng hàn bởi vậy hiện tại hắn một mắt liền nhận ra được lăng hàn thản nhiên nói nếu không muốn chết lập tức cút cho ta thật là một cuồng nhân, vương đông sâm tràn đầy không vui, hắn là tiên vương tầng 7, Lăng Hàn thấy hắn không kêu một tiếng tiền bối hoặc đại nhân thì thôi, bây giờ còn dám bảo hắn cút. Tuy người này có thể từ trong tay đám người tiêu anh hùng chạy trốn, xác thực bất phàm, nhưng há có thể so sánh với hắn. Làm hư đại sự của cha ta, xem ta không chém ngươi. Vương Đông Sâm có đầy đủ lý do căm hận Lăng Hàn. Lúc trước triển phi vũ lẻn vào quỷ vương đô bố cục, một khi thành công, quỷ vương đô liền rơi vào tay cát khai thành nhưng bởi vì lăng hàn, làm cho sắc thành lại bại, còn để cho cát khai thành bỏ ra một cái giá thật lớn mới dẹp loạn lửa giận của quỷ vương đô. Đây hết thảy đương nhiên đều tính toán đến trên đầu lăng hàn, cho nên chẳng những đám người đường minh bá, lục cao toàn hận không thể đem lăng hàn bầm thây vạn đoạn, người cát khai thành cũng không có tốt hơn chỗ nào. Lúc này tương kiến, tự nhiên là đặc biệt đỏ mắt. Om sòm, lăng hàn ra tay, đập về phía vương đông sâm. Hiện tại hắn làm sao để vương đông sâm vào mắt, có thể được hắn coi là đối thủ, chỉ có tiên vương tầng 9 hay là đế tinh như tiêu anh hùng, miêu hóa. Loại nhân vật này, một cái tắt chụp chết là được, đừng lãng phí thời gian của hắn. Muốn chết, vương đông sâm thấy Lăng hàn không để hắn vào mắt như thế, không khỏi giận dữ, hai tay xê dịch, đã triển khai một môn tiên thuật, dương động chiến lược đáng sợ, oanh về phía Lăng hàn. Tiên thuật vận chuyển, hóa thành một long quy kim sắc, nó há miệng, răng sắc um tùm, toàn bộ là do phù văn tạo thành. Bàn tay CCCL ăn hàn áp đến, bành, không hề lo lắng, Long Quy lập tức bị đập nát bấy, cự thủ tiếp tục rơi xuống, trong biểu lộ không thể tin được của Vương Đông Sâm, cũng đập hắn nát bấy. Chỉ là hoàng giả tầng 7, hiện tại làm sao ngăn cản được một kích của Lăng Hàn. Huyết phố bay tán loạn, lộn xộn rơi vào trên mặt ba người còn lại, làm cho bọn hắn từ trong khiếp sợ hoàn hồn. Cường như Vương Đông Sâm, rõ ràng không phải đối thủ của Lăng Hàn. Ba người liếc mắt nhìn nhau, căn bản không có cách nghĩ chiến đấu, vội vàng bỏ chạy, muốn bỏ trốn mất dạng nữ hoàng ra tay tùy ý chém ra ba kiếm liền chém chết ba người tựa hồ cái đại môn này không dễ vào a à. lăng hàn nói tiên vương tầng 9 một cái không thấy hiển nhiên cái này ngăn không được bọn hắn nữ hoàng gật đầu lăng hàn đi tới chúng ta thử xem hắn động cước bộ đụng phải lôi đình lôi đình dương động tựa hồ muốn ra một kích lăng lệ ác liệt nhưng lập tức lại trở nên dịu dàng ngoan ngoãn phảng phất đã đồng ý lăng hàn lăng hàn kinh ngạc nói lôi đình này vốn muốn công kích ta nhưng tứ lôi thuật trong cơ thể đột nhiên vận chuyển, cả hai cộng minh, lôi đình vận chuyển liền ngừng lại. Nữ hoàng tiến lên thử một lần, quả thế, xem ra, truyền thừa cuối cùng hẳn là ở trong cung điện này. Nữ hoàng nói, hai người tiến vào cung điện, tại đây vắng vẻ, chỉ có cây cột to khoảng trăm trượng đứng sừng sững, gạch đá kim sắc phản xả quang mang mỹ lệ, bầy biện ra nhất phái rực rỡ. Người đâu, đều đi nơi nào, hai người đi về phía trước, không bao lâu nữa liền đi tới phần cuối, lại thấy phía trước xuất hiện thang lầu. Bọn hắn theo thang lầu đi tới lầu 2, ở tầng 2 dạo một lần, xuất hiện thang lầu đi thông tầng thứ 3. Như vậy không ngừng đi lên, đi tới tầng thứ 9. chương 2967, ngũ hành chi lôi. Tầng này lại bất đồng, gạch đá không còn là kim sắc, mà là đủ mọi màu sắc, vô cùng hỗn tạp. Xem ra, truyền thừa hẳn là ở chỗ này rồi. Hai người không ngừng đi đi lại lại, nhưng không giống với lúc trước, ở đây tịnh không có bất kỳ tính công kích, Chuyển một vòng, lăng hàn cùng nữ hoàng đều tỉnh tỉnh mê mê, hoàn toàn không có đầu mối hữu hiện gì. Bọn hắn vừa nặng đi mấy lần, dùng mạch suy nghĩ bất đồng đi cân nhắc, nhưng thủy chung không có bất kỳ thu hoạch. Có lẽ, đây chỉ là mê loạn nhân tâm sao. Đi lên lầu nhìn xem, bọn hắn đi tới tầng thứ 10, lại phát hiện nơi đây vẫn là đủ mọi màu sắc. Cái quỷ gì, bọn hắn chuyển một vòng, vẫn không có bất luận đầu mối gì. Bọn hắn lại lên một tầng, tầng thứ 11 vẫn như vậy sau đó tầng 12, tầng 13, mãi cho đến tầng thứ 18, tất cả đều là loại gạch đá đủ mọi màu sắc này. Bất qua từ tầng 19 bắt đầu, gạch đá nơi này lại khôi phục nguyên dạng, tầng thứ 20, 21 cũng như thế. Hai người lăng hàn không có lên tầng 22, mà lui trở lại. Ta tin tưởng, đạo truyền thừa cuối cùng khẳng định ở chỗ này. Lăng hàn nói, nữ hoàng gật đầu, chúng ta hẳn là liên hệ 9 tầng cung điện lại với nhau. Bọn hắn lại lần nữa đi tầng 9 cung điện, ghi nhớ toàn bộ, sau đó hiển hiện ở trong đầu. Chín tầng trọng điệp đến chung một chỗ, nếu chỉ để lại màu sắc giống nhau, đúng là tạo thành một hàng chữ. Lăng Hàn bỗng nhiên mở hai mắt ra, kinh ngạc nói. Tầng thứ 16, hàng 967, hàng 3666. Nữ Hoàng cũng nói, bọn hắn vội vàng đi tầng thứ 60, đã tìm được nơi đối ứng. Hai người đặt chân lên đó, trong đầu lại hiện ra đồ án 9 tầng cung điện dung hợp, Lập tức, một đạo ý niệm vô cùng cường đại tràn vào trong thức hải của bọn hắn. Bản Tôn Nguyên Cổ, lần này đi đối kháng cuồng loạn, không biết còn có ngày trở về hay không, vì sợ đạo pháp thất truyền, cố ý bố trí xuống năm tòa truyền thừa chi địa. Chỉ có đạt được 4 tòa truyền thừa phía trước, mới có tư cách vào nhập điện này, được trung cực chi pháp của Bản Tôn. Oanh, ngay sau đó, chính là vô số lôi đình chi quang bốc lên ở trong thức hải, hóa thành từng đạo phù văn. Đây là đồ án cuối cùng của ngũ hành lôi thuật, hậu thổ chi lôi Thế nhưng mà, chỗ truyền thừa cuối cùng này không phải trận pháp, tự nhiên không có lực lượng quán thể, nhưng so với một đạo thiên tôn diệu pháp cuối cùng này, tu vi tăng lên hoàn toàn có thể để qua một bên, cái này chỉ cần thời gian mà thôi. Truyền thừa rất nhanh, 7 ngày sau hai người liền nhau nhau mở mắt ra. Bọn họ đều lộ ra sắc mặt vui mừng, đi ra một chút khoảng cách, bọn hắn tiến nhập tiên khách cư, muốn lập tức dung hợp năm loại lôi thuật, tu ra thiên tôn chi pháp chính thức. Muốn nắm giữ hậu thổ chi lôi, cái này kỳ thật rất đơn giản, Lăng Hàn chỉ dùng 3.000 năm liền làm được, nhưng dung hợp ngũ hành chi lôi, vậy thì khó khăn, bởi vì mở ra chỉ có thể coi là tiên vương thuật, tiên vương tự nhiên có thể đơn giản nắm giữ, chỉ khi nào dung hợp, cái kia chính là thiên tôn pháp chính thức, độ khó vô cùng. Cái này còn là nhờ nguyên cổ thiên tôn phân ngũ hành lôi thuật thành ngũ hành, chỉ cần lĩnh ngộ ngũ hành tương sinh tương khắc, liền có một tia hy vọng nắm giữ thiên tôn thuật này, bằng không mà nói, chỉ sợ tiên vương tầng 9 cũng miễn cưỡng. Chẳng trách, mỗi một vị thiên tôn đều là độc nhất vô nhị. Lăng Hàn cực kỳ cảm khái, hắn khoanh chân bất động, thời gian thể lặng yên vận chuyển, hắn phải nhanh một chút nắm giữ môn trí tôn bảo thuật này. Một năm, mười năm, trăm năm, vạn năm, trăm vạn năm, ngàn vạn năm, thời gian trôi mau, hơn bốn nghìn vạn năm đã trôi qua, mà ở trong tiên khách cư, Lăng Hàn cùng nữ hoàng nếu tính cả thời gian gia tốc, bọn hắn vượt qua thời gian lại dài đến hơn bốn mươi tỷ năm. Một ngày nào đó, Lăng Hàn đột nhiên mở hai mắt ra, một đạo thiểm điện hiện lên ở trong đôi mắt, hắn tâm niệm vừa động, trên thân thể lập tức có vô số đạo lôi đình hiển hiện, lại không phải màu trắng, mà là cửu thải. Rốt cục dung hợp ngũ hành chi lôi thành công, hiện tại, ta không có nắm giữ lực lượng bản chất của nguyên thế giới, cho nên, ngũ hành chi lôi chỉ có thể lấy quy tắc thúc dục nhưng ngũ hành quy tắc cộng thêm lôi đình, sáu loại quy tắc cộng minh, tuôn ra uy lực việt không dừng lại ở điệp ra đơn giản. Uy lực này mạnh bao nhiêu, bất quá, trước mặc kệ cái này, ta phải độ kiếp rồi. lang Hàn ra tiên khách cư, lập tức, trên đỉnh đầu có lôi vân xuất hiện, điện quang mơ hồ. Dài đến hơn 40 tỷ năm tu luyện, tự nhiên để cho Lăng Hàn đạt đến tầng 6 đỉnh phong, mượn cơ hội thiên tôn bảo thuật dung hợp thành công, một lần hành động đẩy ra đại môn tầng 7. Dù nơi này là ở trong đại điện, thiên kiếp cũng nói tới liền tới, vô cùng tùy hứng. Nhưng tòa đại điện này xác thực bất phàm, trên lý luận, thiên kiếp hàng lâm hẳn là ở bên ngoài cung điện, sau đó một đạo thiểm điện rơi xuống, trực tiếp bổ hủy cung điện, đây cũng là nguyên nhân vì sao độ kiếp phải chạy đi hoang sơn dã lính. Mà ở chỗ này, thiên kiếp lại trực tiếp xuất hiện ở trên trần nhà, mây đen dày đặc, tia chớp đan vào. Cực kỳ cổ quái, chẳng lẽ thiên kiếp biết rõ bổ không hư cung điện, cho nên chỉ có thể trực tiếp xuất hiện ở tầng này. Không phải là không có khả năng, bởi vì thiên kiếp chịu uy là có cực hạn, cái kia chính là tầng 9 đỉnh phong, mà thiên tôn có thể bước ra cực hạn này, như vậy thiên tôn bố trí thủ đoạn làm sao thiên kiếp có thể phá hư. Vì cái gì thiên tôn bị thiên địa căm hận là vì thiên tôn phá hủy thiên địa pháp tắc. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đầu Lăng Hàn bay qua đủ loại ý niệm, lại lập tức nghiêm nghị chống đỡ. Loảng xoảng đạo thiểm điện thứ nhất đã rơi xuống, đạt đến tầng 9 trung kỳ. Lăng Hàn đón đánh, hắn vận chuyển ngũ hành lôi thuật, dẫn dắt thiên kiếp chi lực, bên kia tế ra tiên ma kiếm, cảnh giới của hắn tăng lên, uy lực của tiên ma kiếm đương nhiên cũng tăng lên. Ở trong thức hải của hắn, tiên trùng đang tiến hành lần lột xác thứ bảy tia chấp không ngừng đánh rớt, nhưng đại bộ phận năng lượng trong đó bị tiên ma kiếm cùng ngũ hành lôi thuật hấp thu, nhưng mà, thiên kiếp tầng 9 làm sao dễ đối phó như vậy, Lăng Hàn vẫn bị lôi điện chi lực bổ đến vết thương trồng chất. chương 2968, kỳ tích, so sánh với nhau, hiện tại bất diệt tiên vương thể của hắn miễn cưỡng mới đạt tới tầng thứ 7 thật là có chút yếu, ở dưới lực phá hoại tầng 9 lộ ra rất vô lực. Một ngày sau, thiên kiếp tiêu tán, Lăng Hàn thể ngộ lực lượng của mình, không khỏi cười khổ, lần này đột phá, có thể nói là một lần từ trước tới nay thực lực tăng trưởng ít nhất. Bởi vì năng lượng trong quyển trục vị diện đã hao hết, thể thuật của hắn còn dậm chân tại chỗ, lúc trước chiến lực của hắn chủ yếu chính là dựa vào thể thuật chống đỡ lên, đạt đến tầng 9 sơ kỳ cực hạn, tiếp cận trung kỳ. Lần này chỉ có lực lượng quy tắc tăng lên, mà lực lượng quy tắc vốn chỉ là tầng 8 đỉnh phong, hiện tại xác thực bước vào tầng 9, nhưng cũng chỉ là tầng 9 sơ kỳ, cùng thể thuật hợp bích, chiến lực của Lăng Hàn đạt đến tầng 9 trung kỳ biên độ tăng lên cực kỳ nhỏ. Đây cũng là tầng 9 cùng tầng 8 chênh lệch quá xa, hơn nữa vì thể thuật, khiến cho lần này ta đột phá giống như không có đột phá vậy. Nếu như còn có quyền trục vị diện, vậy thể thuật của hắn tăng lên, chiến lực không đạt tới tầng 9 đỉnh phong, hậu kỳ là tuyệt đối không có vấn đề. Bất quá, lang hàn giơ tay lên, ngũ hành lôi thuật vận chuyển, kim, thanh, hắc, hồng, vàng, năm loại màu sắc đan vào, sau đó một đạo lôi đình bạch sắc chấp động, hóa thành một đạo cửu thải tiên lôi, ở trong lòng bàn tay của hắn nhúc nhích, có thể hóa thành hình thái tùy ý. Ngũ hành chi lôi tề tụ, tạo thành biến chất, một kích chịu uy đủ để cho ta tôn ra lực phá hoại của tầng 9 đỉnh phong. Ta còn chưa từng gặp qua loại bí thuật nào có thể cường đại như vậy. Không hổ là Thiên Tôn bảo thuật, bất quá, lấy thực lực bây giờ của ta nhiều lắm chỉ đánh ra 9 lần, cũng bởi vì cái này là Thiên Tôn bảo thuật, uy lực quá mạnh mẽ. Nếu như ta có thể được đủ cửu hóa thiên kinh, vận chuyển bát đồng, thời gian bạo phát của ta có thể dài hơn thế nhưng mà làm sao có còn thiếu sáu bộ ở chỗ này tiếc hận không bằng thử xem mô hình của ngõ lý có thể trực tiếp rút ra sáu loại lực lượng bản chất hay không Lăng hàn lập tức buông xuống tất cả bắt đầu suy nghĩ giải quyết vấn đề như thế nào dù sao nữ hoàng còn đang bế quan có rất nhiều thời gian lang hàn vận chuyển mô hình của ngõ lý hắn vốn là dùng loại công pháp này đi hấp thu năng lượng trong quyển trục vị diện hiện tại thì bỏ vào trong trời đất từ lúc ở tiên vực vị diện lang hàn liền làm qua như vậy nhưng lúc ấy không có thành công nhưng lúc ấy lăng hàn còn không có bước vào tiên vương hơn nữa tiên vực cũng chỉ là vị diện cấp thấp ở đây lại là vị diện cao đẳng có bất đồng quá lớn cho nên đáng giá thử một lần lăng hàn khoanh chân lần này hắn không có tiến vào tiên khách cư bởi vì có tiên kim cách ngăn bất tiện cùng thiên địa câu thông hắn tỏa thiền như tượng còn sử dụng thời gian gia tốc về phần có thể gặp gỡ địch nhân hay không hắn lại hoàn toàn không thèm để ý lấy thực lực của hắn bây giờ dù đối thủ là Tiên Vương tầng 9 đỉnh phong cũng có thể thông dong rời đi. Thậm chí, bỗng nhiên bạo phát ngũ hành lôi thuật, ngay cả Tiên Vương tầng 9 đỉnh phong cũng có thể chết ở trong tay của hắn. 10 năm, 100 năm, 700 năm, Lăng Hàn Thủy trung cảm ứng không đến lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới mảy may. Rất bình thường, sáu đại lực lượng bản nguyên vốn là thiên tôn mới có khả năng cảm ứng, nắm giữ, vận dụng, còn không phải nhất bộ thiên tôn, bởi vì nhất bộ thiên tôn chỉ có thể động dụng lực lượng của từng vị diện. Tự ý nào đó mà nói, cái này chỉ có thể coi là Ngụy Thiên Tôn. Lăng Hàn mới chỉ tầng 7, muốn một bước lên trời. Nhưng Lăng Hàn lại không ngốc, hắn làm như vậy đương nhiên cũng có đạo lý, hắn đã từng hấp thu qua năng lượng ngư tử, hơn nữa còn có ngõ lý dùng mấy trăm kỳ nguyên kết tinh tạo ra, lại bỏ ra vô số năm ở vị diện cao đẳng nghiên cứu ra mô hình. Hắn có lẽ có một tia cơ hội. Lăng Hàn càng ngày càng buông lỏng, tiến nhập trạng thái thần du vật ngoại. Một viên lốm đốm đột nhiên tràn vào trong cơ thể hắn. Nhìn thể lượng mà nói, nó nhỏ đến đáng thương, nhưng nhìn chất lượng lại vô cùng khủng bố, chỉ trong một hạt nhỏ như vậy lại bao hàm lấy lực lượng hủy thiên diệt địa. Ba, viên nguyên tử này nổ tung, hóa thành năng lượng cuồng bạo, lưu chuyển ở trong cơ thể Lăng Hàn. Oa, toàn thân Lăng Hàn kịch chấn, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy xương cốt trong cơ thể ít nhất đã gãy 2 phần 3, thật sự chỉ thiếu một chút liền mẻo rồi. Đây là năng lượng hư tử, cái lốm đốm kia là hư tử, hắn hấp thụ đến một viên nhưng mà, ở trong hư tử ẩn chứa năng lượng thật sự khủng bố, chỉ một hạt nhỏ như vậy, liền để cho Lăng Hàn thiếu chút nữa chết rồi. Phải biết rằng, hắn là tiên vương tầng 7, chiến lực có thể so sánh tầng 9 trung kỳ, khí lực cũng cường đến tầng 7, nhưng vẫn không chịu nổi một kích. Nhưng mà, nhưng Lăng Hàn lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn đã động đến hư tử, cái này nói ra ngoài tuyệt đối sẽ không ai tin tưởng, nhất bộ thiên tôn cũng khó có khả năng đụng chạm đến 6 loại nguyên tố bản chất, mà một tiên vương tầng 7 lại làm được. Khục, khục, Lăng Hàn cười to, trong miệng lại có máu tươi tràn ra. Hắn vội vàng vận chuyển bất diệt thiên kinh chữa trị bản thân, sau đó dẫn đạo lực lượng cuồng bạo trong cơ thể, rèn luyện thân thể. Hiện tại hắn vẫn không có tư cách trực tiếp hấp thu năng lượng ngư tử, chỉ có thể lấy phương thức tôi thể tới cường hóa thể thuật, làm như vậy là quấn một cái vòng luẩn quần, nhưng có thể ở tiên vương liền đụng chạm đến lực lượng của thiên tôn cấp, đừng nói quấn một vòng luẩn quần, dù quấn một trăm vòng, cũng giá trị thực lực của ta quá yếu, dùng ngàn năm thời gian mới dẫn động đến một hạt hư tử vẫn là quyền trục vị diện tốt, chẳng những tùy thời có thể rút ra. Hơn nữa lực lượng nhu hòa không cuồng bạo giống như hoang dại. Lang Hàn lắc đầu, nhả rãnh một lúc, lại bắt đầu tu luyện. đã không có quyền trục vị diện, trực tiếp hấp thu lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới, cái này quá khó khăn. dù Lăng Hàn yêu nghiệt, dù hắn đã sớm tiếp xúc qua năng lượng hư tử, cũng cần hơn một ngàn năm mới có một khả năng dẫn dắt đến một viên hư tử. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu, năng lượng cuồng bạo nổ tung, trực tiếp tạo thành trọng thương đối với thần thể. chương 2969, đều tới, Lăng Hàn ở trong quá trình này không ngừng tuần hoàn, tân tân khổ khổ hấp thu đến một viên hư tử, sau đó nổ mình trọng thương, lại một bên chữa trị thân thể, một bên rút ra lực lượng trong đó rèn luyện thể chất. Không thể nghi ngờ, cái này để cho hắn vô cùng thống khổ, nhưng Lăng Hàn lại thật sự cảm thấy thể thuật tăng lên, vì cái này rất chậm, còn lâu mới có thể so sánh với rút ra quyển trục vị diện, lại không thể nghi ngờ mở ra một bảo khố. Quyển trục vị diện sẽ tiêu hao hết, mà chỉ cần toàn bộ nguyên thế giới bất diệt, loại biện pháp thứ hai liền vĩnh viễn có thể duy trì. Nhất quan trọng nhất là cái gì? Lăng Hàn đã có thể cảm ứng hấp thụ năng lượng hư tử, cái này ý nghĩa chỉ cần hắn đạt tới nhất bộ thiên tôn, dảo bước tiến lên nhị bộ thiên tôn là sự tình ván đã đóng thuyền. Lại 700 vạn năm sau, nữ hoàng xuất quan, nàng cũng đồng dạng thành công dung hợp ngũ hành lôi thuật, hơn nữa chạm đến bình cảnh tầng 7. Nữ hoàng Độ Kiếp, nàng độ cực kỳ gian nan, cảnh giới càng cao, thiên kiếp lại càng cuồng bạo, huống chi nàng là đế tinh, thiên kiếp chịu uy viễn siêu cảnh giới. Khá tốt, dựa vào nắm giữ đối với ngũ hành chi lôi, uy hiếp của lôi đình công kích giảm rất nhiều, nữ hoàng hữu kinh vô hiểm vượt qua đại kiếp, tiến nhập tiên khách cư vững chắc cảnh giới. Lăng Hàn thì đã sớm hoàn thành một bước này, hắn đứng lên, đi nhanh ra ngoài. Trong cung điện này rất có khả năng cất giấu bí mật trung cực hắn cảm thấy hết sức hứng thú. Đang lúc hắn đứng dậy, phía sau truyền đến tiếng bước chân. Hắn quay đầu lại, mục quang không khỏi nhảy lên, tiêu anh hùng, miêu hóa. Hai người này rõ ràng dắt tay nhau mà đi, chung một chỗ tiến vào cung điện. Theo như ý tứ của nguyên cổ thiên tôn, chỉ có nắm giữ bốn loại lôi thuật bên ngoài, mới có khả năng thông qua lôi đỉnh chi môn. Như vậy hai người này hẳn là cũng đã nhận được bốn loại lôi thuật truyền thừa phía trước, dù sao đều là đế tinh, điểm ấy ngộ tính tự nhiên không nói chơi. Bất quá, tất cả tiên vương tầng 9 đều ở đây, bọn hắn là làm sao thông qua đại môn? Là tầng 9 có thể thông qua sao? Trong đầu lăng hàn hiện lên rất nhiều nghi hoặc, nhưng trên mặt lại lộ ra sát khí dày đặc. Hai người các ngươi là tới tặng đầu người sao? Sai rồi, là tới giết ngươi. Tiêu anh hùng lãnh đạm nói, trực tiếp tế ra tiên thương. Vận khí của hắn không có tốt như lăng hàn, ở bên ngoài tìm thật lâu, lúc này mới hết được bốn loại lôi thuật truyền thừa, đi tới trung cực chi điện này, xảo hợp chính là, hắn ở chỗ này gặp miêu hóa, thật đúng là không phải hắn cố ý đi tìm đối phương. Hôm nay kết thúc ân oán A, à, lang hàn tay cầm tiên ma kiếm, nếu như bọn hắn ra tiên vương mộ địa, thiên tôn của võ viện là tuyệt đối không cho phép bọn hắn tự giết lẫn nhau, cho nên phải ở chỗ này kết thúc ân oán. Giết người như giết gà mà thôi, miêu hóa khinh thường nói, hắn cũng lấy ra tiên côn, oanh, khí tức tầng 8 bàng bạc như hải. Từ mấy ngàn vạn năm trước hắn đã đột phá tầng 8, mà nhiều năm như vậy, hắn cũng tu tầng 8 đến hậu kỳ, chiến lược càng trực tiếp bão tố tầng 9 hậu kỳ, tu vi càng cao, năng lực vượt qua cảnh giới lại càng yếu, cũng chỉ có đế tinh mới có khả năng mạnh như vậy. Oanh, Tiêu Anh Hùng cũng tận tình phóng thích khí thức của mình, đồng dạng là tầng 8 hậu kỳ. Lăng Hàn bất động thanh sắc, tay phải cầm tiên ma kiếm, tay trái duỗi ra, câu một ngón tay. Đến đây đi, hung hăng càn quấy, hai đại thiên kiêu đều cười lạnh, nhao nhao xuất kích. Một cái thương đâm, một cái côn quét, bọn hắn không cần phối hợp, đạt tới trình độ như bọn hắn, tùy ý ra tay có thể vô cùng ăn ý. Lăng Hàn huy kiếm nghênh tiếp, ông, tiên ma kiếm đồng thời ngăn cản côn cùng thương, lực lượng khổng lồ bắt đầu khởi động, lập tức nhấn cánh tay của hắn xuống, sắp chống đỡ đến mặt mới ngừng lại được. Hắn lại hét lớn một tiếng, thể thuật bạo phát, bành, đồng thời đánh bay thương cùng côn. Bảy đạo dị sắc quấn quanh, hắn như thiên thần. Tầng 7, tiêu anh hùng cùng miêu hóa đều khiếp sợ, nhất là tiêu anh hùng, lúc trước thời điểm hắn đánh với Lăng Hàn một trận, đối phương mới vừa vặn đột phá tầng 6, nhưng bây giờ rõ ràng là tầng 7 rồi. Nhiều năm như vậy, hắn chỉ từ tầng 8 sơ kỳ tu đến hậu kỳ, ngay cả đỉnh phong cũng không tới, khoảng cách đột phá tầng 9 ít nhất còn cần 5 ngàn vạn năm, cái này đã nhanh đến không hợp thói thường, nhanh kinh người rồi. Nhưng so sánh với Lăng Hàn, đây không phải như ốc sên bỏ sao. Chiếu như vậy xem, thời điểm hắn bước vào tầng 9, Lăng Hàn hẳn cũng không sai biệt lắm muốn đột phá cảnh giới này rồi. Hắn nhìn về phía Miêu Hóa nói không tiếc một cái giá lớn, hôm nay nhất định phải làm cho người này hồn phi phách tán. Được, miêu hóa gật đầu, hắn chỉ nhìn chầm chầm vào lăng hàn, giơ tiên côn lên cao, ông ông ông, phù văn trên thân côn sáng lên. Chiêu thiên nhất côn, tiên vương cúi đầu, hắn xuất kích, oanh, tiên côn oanh rơi, lấy lực lượng tầng 9 của hắn đủ để hoàn toàn thúc giục ra uy năng của tiên kim, một côn quét ra, kim quang sáng chói mà cùng lúc này, hắn cũng dùng tinh thần trùng kích. Chết, hắn trước tiên lao đến tiêu anh hùng ở một bên chuẩn bị chờ lăng hàn lộ ra sơ hở sẽ bổ khuyết thêm một thương lấy tánh mạng của lăng hàn tinh thần trùng kích đánh tới cái này không nhìn khoảng cách lập tức để cho lăng hàn ôm đầu ha ha miêu hóa cười to hắn đối với tinh thần trùng kích tràn đầy tin tưởng chỉ cần không bị đối thủ đồng dạng lấy tinh thần trùng kích chôn vùi sẽ để cho đầu người quặn đau mất đi năng lực phản ứng nặng thì trực tiếp đâm nổ thức hải đoạt tánh mạng người lăng hàn đã trúng chiêu hắn một côn rơi xuống muốn thừa cơ đánh lăng hàn thành bánh thịt đơn giản như vậy tiêu anh hùng lộ ra khó hiểu lúc trước hắn là cùng lăng hàn giao thủ hai người chiến lực khó phân cao thấp nhưng tiên khí của đối thủ lại là phệ kim thiết làm cho hắn không thể không bỏ chạy lăng hàn có không chịu nổi một kích như vậy sao có lừa dối hắn vội vàng nhắc nhở miêu hóa khinh thường chúng tinh thần trùng kích của hắn dù lăng hàn cố ý bán cái sơ hở cho hắn hắn cũng muốn biến thành sơ hở chân chính tiễn đưa đối phương ra đi một côn đánh rớt, Lăng Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong tay trái có cửu thải lôi đình chấp độc, đưa về phía tiên côn. Tay không đón đỡ tiên khí, ngươi cho rằng mình là ai, thuần túy là tìm chết. chương 2970, quỷ dị một màn. Miêu hóa cười lạnh, một côn rơi thẳng, dù đây là Lăng Hàn cho hắn cái bẫy, cũng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ông, bàn tay Lăng Hàn đã bắt được tiên côn, ba, lực phá hoại của tiên khí cộng thêm lực lượng tầng 9 công kích, bàn tay của Lăng Hàn lập tức bạo tạc khí lực tầng 7 cũng hoàn toàn không đủ xem. Nhưng mà, toàn thân miêu hóa không khỏi run rẩy bởi vì một đạo lôi đình chi lực đáng sợ thông qua tiên côn tràn vào trong cơ thể hắn, chẳng những để cho toàn thân hắn chập choạc xương cốt, nội phủ càng bị lôi đình chi lực chấn vỡ. Đúng lúc này, lăng hàn xuất kiếm, hắn mặt không biểu tình, giống như bị chấn nát cánh tay kia căn bản không phải hắn, ánh mắt lạnh lùng đến để cho người băng hàn. Dừng tay, tiêu anh hùng vội vàng xuất khích, muốn ngăn cản lăng hàn bất quá hiện tại hắn ra tay làm sao kịp, phốc, tiên ma kiếm trực tiếp đâm vào mi tâm của miêu hóa. Miêu hóa ngơ ngác nhìn lăng hàn, hắn hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận kết quả như vậy. Cường giả, yêu nghiệt như bọn hắn, đứng ở tiên đạo đỉnh phong, lại có thể dùng đấu pháp như vậy, một chiêu liền liều mạng lưỡng bại câu thương. Không, lăng hàn là bị thương, mà hắn lại treo rồi. Hắn vẫn tràn đầy khó hiểu, vì cái gì lăng hàn rõ ràng bị tinh thần trùng kích, nhưng lại một chút cũng không ảnh hưởng rõ ràng tay cũng bị đánh phát nổ lại còn có khả năng bình tĩnh như vậy hơn nữa lăng hàn oanh ra lực lượng trực tiếp làm vỡ nát xương cốt cùng nội tạng của hắn để cho hắn lập tức mất đi năng lực phản ứng mới đưa đến thời điểm lăng hàn công kích không thể tránh né vì cái gì vì cái gì hắn chết không nhắm mắt đúng lúc này tiêu anh hùng cũng rốt cuộc tập đến thương đâm lăng hàn lăng hàn triệt thoái thể thuật bạo phát banh thân hình lập tức gia tốc để cho mũi thương cách chỉ trong gang tắt xẹt qua Hắn nhìn miêu hóa nói, nếu như người biết những năm này ta trải qua cái gì, sẽ không kỳ quái năng lực nhẫn nại của ta như vậy. Còn có, ta tu thành ngũ hành lôi thuật, đây là thiên tôn bảo thuật, người gánh không được cũng bình thường. Ở trong 500 vạn năm này, lang hàn mỗi cách ngàn năm thân thể sẽ bạo liệt một lần, so với thống khổ này, đứt tay lại tính toán cái gì. Mà thống khổ như vậy thừa nhận nhiều, tinh thần trùng kích lại tính toán cái gì. Đà kích giống như vậy, ăn nhiều, dĩ nhiên sẽ có năng lực miễn dịch miêu hóa không cách nào tiêu tan, hắn chậm rãi thở ra một hơi, đây là oán khí không cam lòng, nhưng đầu lại nghiêng một cái, bị chết triệt để. Bị oanh phá thức hải, tiên vương tầng 9 cũng phải chết không thể nghi ngờ. Lăng Hàn tiện tay tháo xuống không gian thần khí trên người miêu hóa, bất diệt thiên kinh vận chuyển, đứt tay lập tức bắt đầu chậm rãi sống lại, nhưng rất chậm, bởi vì đó là tiên khí đánh bạo, lực phá hoại đáng sợ vẫn còn tàn sát bừa bãi, ngăn cản lấy thương thế khôi phục. Tiêu Anh Hùng hít vào một hơi thật sâu không nghĩ tới thực lực của ngươi lại đạt đến tình trạng như vậy chỉ nháy mắt miêu hóa cùng hắn đặt song song liền mèo rồi không phải thực lực của miêu hóa quá yếu mà là lăng hàn quá mạnh trực tiếp lấy thương đổi thương lấy mạng đổi mạng để cho miêu hóa căn bản không có phòng bị không sợ tinh thần trùng kích càng nắm giữ thiên tôn bảo thuật hoàn toàn ta vẫn là xem nhẹ ngươi rồi tiêu anh hùng nói nhưng hắn không có ý sợ hãi tay siết chặt tiên thương chiến ý trùng thiên lăng hàn cười nhạt một tiếng kỳ thật hắn không cần liều như vậy nhưng tuy chiến lực của hắn có thể áp chế tiêu anh hùng cùng miêu hóa nhưng nếu hai người hạ quyết tâm chạy trốn một trái một phải hắn truy cái nào vô luận truy cái nào đều để cho một người khác bỏ chạy về sau còn muốn giết khó cho nên lăng hàn dứt khoát đụng một cái liều mạng thụ trọng thương chảm miêu hóa bây giờ dù tiêu anh hùng bỏ chạy thì như thế nào hắn có lòng tin đuổi tới chân trời góc biển cũng sẽ chém dụng còn nữa hai cường giả liên thủ lăng hàn không chắc là đối thủ của bọn hắn huống chi còn muốn giết hai người này đã như vậy ngươi không bằng quỳ xuống chịu chết đi lăng hàn thản nhiên nói ta không phải miêu hóa tiêu anh hùng suy cười nói ta không có tự cho là đúng như hắn vậy tới chiến a lăng hàn bắn ra bành hắn lập tức tuôn ra lực lượng kinh người đã vào tới trước mặt tiêu anh hùng một kiếm đâm ra đinh tiêu anh hùng vung thương đánh trả ngăn cản một kích của lăng hàn ha ha quả nhiên như ta sở liệu tuy ngươi đột phá tầng 7, nhưng chiến lực tăng lên lại xa xa không đến một cảnh giới. Tiêu anh hùng cười to, bằng không mà nói, hắn đã sớm không nói hai lời bỏ chạy. Lăng hàn xuất kiếm như mưa, 500 vạn năm này thể thuật của hắn xác thực đã có tăng lên, nhưng biên độ không lớn, dù sao cũng là dựa vào bản thân tu luyện, đâu có thể nào như bay. Hắn không quan tâm, hiện tại chỉ cuốn lấy tiêu anh hùng, chờ tay trái của hắn phục sinh, lại vận chuyển ngũ hành lôi thuật, đến lúc đó tiêu anh hùng liền sẽ biết hối hận, đứng ngoài quan sát cùng tự thân thể nghiệm cái kia là hoàn toàn bất đồng thiên tôn bảo thuật nguyên vẹn là rất đáng sợ đinh 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 hai người đại chiến tuy ngoài miệng tiêu anh hùng nói xinh đẹp nhưng ba phen mấy bận không có cách nào chấn áp lăng hàn hắn liền không có ý tứ tiếp tục chiến đấu bởi vì lăng hàn tay cầm tiên ma kiếm cái này có thể khắc chế tiên khí của hắn chiến đấu với hắn mà nói quá thua lỗ hắn không chút ham chiến lập tức xoay người rời đi lăng hàn truy lần này bất đồng hắn đã học được ngũ hành lôi thuật, không có lý do lưu lại. Một cái trốn, một cái truy, mục tiêu của tiêu anh hùng rất rõ ràng, hắn phóng tới tầng trên nhất, tìm kiếm thông đạo, ly khai tiên vương mộ địa. Tuy không thể chém dụng lăng hàn, nhưng chưa tới một ức năm, hắn liền từ tầng 7 sơ kỳ bão tố tới tầng 8 hậu kỳ, cái tiến bộ này chưa đủ lớn sao. Đã đủ rồi, trước ly khai tiên vương mộ địa, dù sao về sau còn có khả năng đi vào nữa, hoạch lấy ngũ hành lôi thuật. Người giống như hắn, đương nhiên cầm được thì cũng buông được, biết rõ lấy hay bỏ. Lăng Hàn đuổi sát, tiên ma kiếm vùng chảm, hắn tuyệt đối sẽ không để tiêu anh hùng rời đi. Bọn hắn một đường hướng lên, rất nhanh liền đi tới tầng 18, tầng 20, tầng 30, thời điểm bọn hắn đi vào tầng 33, lại run sợ cả kinh, ngay ngắn dừng bước. Bởi vì tầng này không còn là không không đáng đáng, trên mặt đất có vô số quả trứng khổng lồ, không sai biệt lắm cao khoảng hai người, toàn thân đen nhánh, còn có hắc khí bốc lên, vô cùng quỷ dị chương 2971, phía sau màn hắc thủ một Dậm dạp trăng trịt, mấy vô cùng tận. Nơi đây cất dấu trung cực truyền thừa, còn có con đường ly khai tiên vương mộ địa, tại sao sẽ là một màn như vậy? Tiêu anh hùng nhìn Lăng Hàn, thân hình tái khởi. Lăng Hàn nâng tay trái lên xem xét, chỉ thấy cổ tay vốn trụi lủi đã sinh ra tay mới, hiện tại một ngón tay cuối cùng cũng hoàn toàn dài ra. Cái này ý nghĩa, một kích kia của miêu hóa mang đến thương thế đã hoàn toàn thanh trừ. Lăng Hàn có chút tụ lực hai chân uốn lượn, sau đó bành. Một cái, bỗng nhiên bạo phát, đồng thời, hắn lại vận chuyển không gian cùng thời gian quy tắc, thương thế vừa đi, hắn không còn cố kỵ, hoàn toàn phóng thích thực lực của mình. Tuy Tiêu Anh Hùng đưa lưng về phía Lăng Hàn, nhưng thần thức tự nhiên không chỗ nào không có. Thấy được thanh thanh sở sở, Lăng Hàn lấy tốc độ đáng sợ mau chóng đuổi tới, một kiếm đâm về lưng của hắn. Một kiếm này, hắn không thể không ngăn cản, nếu không là tìm chết. Đinh, hắn lại ra thương gác ở trên thân tiên ma kiếm tránh đi mũi kiếm sắc bén oanh hai đại thiên kiêu chiến lược khủng bố bực nào một kích giao phong lập tức nhấc lên sóng xung kích cuồng bạo bắt đầu khởi động về bốn phía quả trứng khổng lồ ở phụ cận bị kích trúng ba 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 nhao nhao phá vỡ nhưng quỷ dị chính là vái mất chỉ là tầng ngoài mà thôi hắc khí tán đi chỉ thấy bên trong là một tầng xác thể gần như trong suốt Lăng hàn vốn định bổ khuyết thêm một kiếm nhưng chứng kiến tình cảnh trong xác thể hắn không khỏi dừng lại trong xác thể kia, rõ ràng có người, trong quả trứng đều là một người, mà bọn hắn phảng phất đều ở trạng thái ngủ say, hai tay ôm đầu gối thành hình tròn, toàn thân sạch sẽ, nhưng bất ngờ có chín đạo dị sắc quấn quanh. Tiên vương tầng 9, trời ạ, à, ở giữa mỗi một quả trứng khổng lồ bất ngờ cất giấu một tiên vương tầng 9, phảng phất đang ngủ, sinh ra nguy biến nào đó. Lăng Hàn cuối cùng minh bạch những tiên vương tầng 9 chậm chạp không ra kia đi nơi nào, nhưng biết là biết, trong lòng của hắn chỉ có càng nhiều khó hiểu. Cái này con mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiêu Anh hùng cũng im bặt mà dừng, chỉ sợ đây căn bản không có trung cực truyền thừa cùng con đường rời đi gì, ngược lại là nơi Tiên Vương chung kết còn không sai biệt lắm. Càng làm cho người khủng bố chính là nơi này có bao nhiêu Tiên Vương tầng 9. Liên thủ hợp kích, ngay cả Nhất Bộ Thiên Tôn cũng phải nhượng bộ lui binh, làm sao có thể bị bắt toàn bộ. Nhìn bộ dáng này của bọn hắn, rõ ràng không có bị thương, như vậy là ai thủ đoạn kinh người như vậy? chẳng những bắt nhiều tiên vương tầng 9 như thế, thậm chí vô cùng nhẹ nhóm, căn bản không cần tổn thương bọn hắn cũng có thể làm được. Nhất bộ thiên tôn cũng không có cách nào a à. lang Lăng Hàn lại bất chấp đuổi giết tiêu anh hùng, mà cầm kiếm nơi tay, tinh khí thần tăng lên tới cực hạn, lấy ứng đối tình huống có khả năng xuất hiện. Tiêu anh hùng cũng giống như thế, lúc này hai người lại muốn chiến đấu, vậy thì thật là quá ngu xuẩn. Ai, một âm thanh yếu ớt vang lên, quanh quẩn ở trong đại điện, làm cho không người nào có thể phân biệt đến tột cùng là từ đâu truyền tới làm gì giả thần giả quỷ đi ra đi lang hàn lớn tiếng nói ha ha bổn tỏa cũng không có giả thần giả quỷ thoải âm rơi xuống chỉ thấy một hắc y nhân từ sau một cây trụ lớn bước đi thong thả ra toàn thân hắn khóa lại ở trong áo choàng màu đen cho dù là thần thức của tiên vương cũng không có cách nào xuyên thấu hoang nguyệt lang hàn trầm giọng nói ở đây chỉ có một người sẽ ăn mặc như thế hắc y nhân cười nói đúng vậy Bổn tọa là hoang Nguyệt, âm thanh phiêu hốt, không có cách nào phân biệt nam nữ. Đây là có chuyện gì? Tiêu Anh Hùng chỉ vào quả trứng khổng lồ bốn phía hỏi. A, à, tại sao bổn tọa phải nói cho các ngươi biết? Hoang Nguyệt thản nhiên nói. Nhìn ngươi tựa hồ khống chế hết thảy ở trong tay, sao không chia sẻ cho chúng ta một chút? Thắng lợi vui sướng nếu không người chia sẻ, như vậy khoái cảm chẳng phải cũng giảm bớt đi nhiều? Lang Hàn cười nói. Ngươi lấy sức một mình đầu độc toàn bộ tiên vương trong tiên vương mộ địa. Đây là đại thành công a. À. Ha 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 ha, Hoa Nguyệt cất tiếng cười to. Đúng vậy, bổn tọa xác thực rất đắc ý, nhưng bổn tọa làm việc từ trước đến nay cẩn thận, vạn nhất cho hai người các ngươi biết bí mật, lại chạy thoát ra ngoài, đây chẳng phải là hư mất đại sự của bổn vạ sao? Người này thật đúng là cẩn thận, vậy thì bức ngươi, Tiêu Anh Hùng giết ra, hưu, tiên thương đâm thẳng. Hoa Nguyệt không né không tránh, ngay cả ý tứ chống đỡ cũng không có, mà khi Tiêu Anh Hùng sắp chạm được thân thể của hắn, lại im bặt mà dừng không thể tiến lên mảy may trên mặt tiêu anh hùng lộ ra vẻ giấy ruộng thậm chí có thể chứng kiến mồ hôi từ trên trán của hắn cuồn cuộn chảy xuống tuy không thể nhúc nhích mảy may trong nội tâm lăng hàn rung động thủ đoạn của hoang nguyệt này cũng quá kinh khủng a à, ngón tay cũng không có nhúc nhích liền để cho tiêu anh hùng thúc thủ chịu chói, chẳng lẽ đây là một vị chuẩn thiên tôn sao hoang nguyệt vươn tay tốc độ không nhanh thật giống như thường nhân rất vị ý đưa tay ra giữ ở trên thân thương sau đó chậm rãi đẩy về phía sau mũi thương lập tức nghiêng đi hắn cười nói bình tĩnh một chút đây chính là tiên khí bổn tỏa cũng không muốn bị thương rất kỳ quái vì cái gì ở trước mặt bổn tỏa ngươi ngay cả một phần lực lượng chống cự cũng không có a à. hắn nhìn tiêu anh hùng nguyên nhân rất đơn giản bởi vì đồ vật trong cơ thể ngươi bị bổn tỏa khống chế nó càng mạnh lại càng bị bổn tỏa khống chế rắn chắc lang hàn đột nhiên lóe lên linh quang nói những hắc khí kia Hắn cuối cùng biết rõ vì cái gì nhiều tiên vương tầng 9 như thế không hề bị thương liền bị bắt rồi, vì trong cơ thể của bọn họ đều có hắc khí, mà chỉ cần có hắc khí, liền sẽ bị Hoang Nguyệt khống chế. Có điều khống chế liền khống chế, tại sao phải để nhiều tiên vương bày ra tư thái cổ quái như vậy? Hắn đến cùng muốn làm gì? Đúng vậy, rất thông minh, chỉ là hiện tại mới kịp phản ứng. Đã muộn, Hoang Nguyệt thò tay về phía Lăng Hàn, làm như cũng muốn khống chế Lăng Hàn, nhưng hắn lập tức giật mình, nếu như có thể hất áo choàng lên, có lẽ có thể chứng kiến trên mặt hắn khiếp sợ. Dựa vào, làm sao không bị khống chế. chương 2972, phía sau màn hắc thủ 2. Trong mắt hắn, tất cả tiên vương đều chỉ là con cờ của mình, mạnh như tầng 9 thì thế nào, kiềm nén không được tham niệm là căn nguyên của tội lỗi, nhất định sẽ bị hắn khống chế. Nhưng bây giờ, rõ ràng có người thoát ly hắn khống chế, cái này tự nhiên để cho hắn kinh hãi. Ngươi, rõ ràng không có chịu ảnh hưởng. Hoa Nguyệt lãnh đạm nói, hắn đã chấn định lại, dù Lăng Hàn không bị khống chế thì như thế nào, chỉ là tiên vương tầng 7 mà thôi. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, cũng không thể mọi chuyện đều ở trong lòng bàn tay của ngươi a. À. Hừ, ngươi cho rằng tiến nhập nơi đây, còn có khả năng chạy đi. Hoa Nguyệt sờ lên đầu tiêu anh hùng, sau đó cười ha ha. Không nghĩ tới, tiểu tử này còn hận ngươi như vậy. Tốt, bổn tọa liền cho ngươi cơ hội báo thù. Hắn duỗi ngón tay điểm qua trên đầu tiêu anh hùng, lập tức, từng đạo tinh quang tràn vào trong cơ thể tiêu anh hùng ánh mắt lang hàn nhảy lên, cửu hóa thiên kinh nguyên vẹn, hắn tu luyện ba bộ trong đó, đối với cái này cực kỳ mẫn cảm. Không sai, hoa nguyệt ngạo nghễ nói, quả nhiên, hết thảy đều là âm mưu của ngươi, nhưng ta thật sự không rõ chính là, vì cái gì. Lăng Hàn nói, nếu như ngươi để cho hắc khí nhập vào cơ thể, bổn tọa liền thỏa mãn tâm hiếu kỳ của ngươi. Hoa Nguyệt nâng tay phải, oanh, lập tức liền có một đạo hắc khí hiển hiện, quấn quanh ở trên tay hắn. Cái này có thể để người có chiến lược vô cùng, buông ra ôm ấp, tiếp nhận lực lượng vô thượng, người cũng tìm được tân sinh. Lăng Hàn suy một tiếng, chó má, hoa Nguyệt không hề nói, mà phất phất tay, đi, chấn áp hắn, bất quá không nên giết chết, người như vậy nhất định trở thành thiên tôn, là một quân cờ cực kỳ trọng yếu. Những lời này là nói với tiêu anh hùng, mới vừa rồi hắn còn ngây ra như phóng con mắt lập tức khẽ động, sau đó xoay người, trực diện Lăng Hàn. Lại muốn đánh một trận sao? Lăng Hàn cầm bảo kiếm trong tay, hắn tự nhiên không sợ tiêu anh hùng, nhưng hiện tại tiêu anh hùng biến thành khôi lỗi, để cho hắn phát lên một cảm giác không thoải mái. Giết, tiêu anh hùng vung thương giết ra, lực lượng tiên vương sôi trào, chiến lực hừng hực. Đinh, hai người đối oanh một cái, Lăng Hàn không khỏi kinh ngạc, bởi vì lực lượng của tiêu anh hùng rõ ràng tăng lên một đoạn. Đây là, vì cửu hóa thiên kinh, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, tiêu anh hùng liền nắm giữ bộ thứ tư của cửu hóa thiên kinh, khiến cho chiến lực tăng lên một đoạn, tuy không tính kinh người nhưng vẫn cực kỳ khả quan chiến 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 tuy tiêu anh hùng bị người khống chế mới xuất chiến nhưng ý thức năng lực chiến đấu lại không bị ảnh hưởng chút nào thỏa thích phóng thích lực lượng chỉ từ chiến lực hắn đã không phải là đối thủ của lăng hàn rồi muốn lạc hạ phong nhưng hoàn toàn có thể trèo chống một nén hương sau chiến lực của tiêu anh hùng đột nhiên lại tăng lên một đoạn hắn dung hợp bộ năm của cửu hóa thiên kinh cái này cực kỳ không thể tưởng tượng nổi thiên tôn pháp làm sao có thể nhanh hiểu được như vậy Lăng Hàn không tin ngộ tính của tiêu anh hùng cường đến trình độ như vậy, như vậy chỉ có một khả năng, là vì hoang nguyệt. Truy cứu nguyên nhân, hẳn là cùng hắc khí trong cơ thể tiêu anh hùng có quan hệ. Lăng Hàn không khỏi cả kinh, nếu hoang nguyệt để cho tất cả tiên vương ở đây tu thành cửu hóa thiên kinh, sau đó khống chế những tiên vương này giết ra ngoài, cái kia lại có thể tạo thành phá hư kinh khủng bực nào. Hoang nguyệt này, hắn đến cùng muốn làm gì? Giết, 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 chiến lực của tiêu anh hùng từng bước tăng lên, càng ngày càng mạnh. A, à, Tiêu Anh Hùng gào thét, mạch máu toàn thân bạo khởi, đầu đầy tóc đen trùng thiên, hắn đã vận chuyển ra Cửu Hóa Thiên Kinh nguyên vẹn, chiến lực khủng bố đến dọa người. Mà Thiên Tôn Pháp Nguyên vẹn lại há có thể một mực vận dụng. Cường như Ngự Hư Tiên Vương, vận chuyển Ngư Long thuật cũng trong thời gian có hạn, Tiêu Anh Hùng không phải Tiên Vương tầng 9, bởi vậy, thời gian hắn có thể vận chuyển Cửu Hóa Thiên Kinh tự nhiên ngắn hơn, phụ tải càng lớn. Ba ba ba, có chút mạch máu bạo liệt, máu tươi chảy xuôi, nhưng lại hóa thành vô số phù văn. Gia chỉ ở trên người của hắn, để cho chiến lực của hắn trở nên càng cường đại hơn. Oanh, tiên thương hóa thành thần long, sát khí trùng thiên. Giờ khắc này tiêu anh hùng vô cùng cường đại, trái lại hoàn toàn áp chế lăng hàn. Đây chính là thiên tôn pháp nguyên vẹn, không dùng thiên tôn pháp đối kháng, làm sao gánh vác được. Ánh mắt lăng hàn chấp động, hắn đang suy nghĩ có nên dùng ngũ hành lôi thuật không, bất quá một khi dùng ngũ hành lôi thuật ở trên người tiêu anh hùng, cái kia lại làm sao kháng hoang nguyệt. Tuy người này còn không có xuất thủ qua, nhưng Lăng Hàn lại tin tưởng thực lực của hắn tuyệt đối vô cùng cường đại. Lui thêm bước nữa nói, nếu như Hoang Nguyệt tỉnh lại toàn bộ tiên vương tầng 9, như vậy Lăng Hàn chỉ có bỏ trốn mất dạng, có ngũ hành lôi thuật, hắn mới có đầy đủ nắm chắc mở một đường máu. Tiêu Anh Hùng lại sẽ không cân nhắc nhiều như vậy, chỉ thấy cặp mắt của hắn tràn ngập hắc quang, càng ngày càng nhiều, dần dần hiện đầy toàn bộ hốc mắt. Hắn như mất đi thần trí, biến thành một công cụ sát nhân. Quả nhiên, hắc khí nhìn như có thể tăng lên chiến lực, kỳ thực là kẹo đường có độc, hiện tại tiêu anh hùng liền tự thực ác quả rồi hiện tại tiêu anh hùng còn có khả năng tính toán là chính bản thân hắn sao 333 làn da của tiêu anh hùng không ngừng nổ tung hắn một mực vận chuyển cửu hóa thiên kinh nhưng thiên tôn pháp là tuyệt đối không có khả năng một mực vận chuyển nếu không khẳng định phải trả giá thật lớn hiện tại tiêu anh hùng chính là lấy phương thức tự mình hại mình duy trì thiên tôn pháp vận chuyển đổi lấy chiến lược khủng bố Lăng hàn không thể không vận chuyển bất diệt thiên kinh hắn tạm thời còn không muốn vận dụng ngũ hành chi lôi oanh, 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 trên thân thể của hắn hiện đầy phù văn kim sắc, để cho lực phòng ngự tăng lên vô hạn, có thể ngạnh ăn công kích của tiêu anh hùng mà không thương. Nhưng mà, Lăng Hàn có thể vận chuyển bất diệt thiên kinh thời gian cũng chỉ một canh giờ, đến lúc đó làm sao xử lý. Hoa Nguyệt phát ra tiếng cười, hắn như một người ngoài đứng xem cuộc vui. Ba, một ngón tay của tiêu anh hùng nổ tung, huyết khí diễn hóa, làm cho hắn lại có thể tiếp tục vận chuyển cửu hóa thiên kinh. Một đạo hắc khí từ trong ngón tay tràn ra, thay thế ngón tay của hắn, giống như không gãy. chương 2973, Hoàng Nguyệt chân diện mục. 3. Rất nhanh lại là một ngón tay nổ tung, lại có một đạo hắc khí xuất hiện thay thế. Thứ ba, thứ tư, khi 10 ngón tay của tiêu anh hùng toàn bộ nổ tung, ngón chân của hắn bắt đầu nổ, sau đó là xương cốt khác, mỗi bạo liệt một cây, sẽ có hắc khí thay thế, để cho hắn y nguyên duy trì lấy hình người, cũng duy trì lấy cửu hóa thiên kinh vận chuyển. Một canh giờ qua rất nhanh, Lăng Hàn đã không cách nào vận chuyển bất diệt thiên kinh nữa, kim sắc phù văn trên người như ẩn như hiện, mà tiêu anh hùng ngoại trừ cái đầu, thì bộ phận khác của thân thể đã toàn bộ bị hắc khí thay thế. Hoa Nguyệt phát ra một tiếng thở dài, tiếp tục đánh xuống liền thật sẽ phế, được rồi, lui ra một bên A. Thoải âm rơi xuống, nhưng tiêu anh hùng không có nghe lệnh, mà vẫn còn tiếp tục chiến đấu. Ồ, Hoa Nguyệt phát ra vẻ kinh ngạc, cái này để cho hắn cảm thấy kỳ quái. Oanh! Tiêu anh hùng đột nhiên bộc phát ra khí thức cường đại, bỗng nhiên thay đổi đầu thương, đâm về phía Hoang Nguyệt. Điều này hiển nhiên hoàn toàn ngoài Hoang Nguyệt dự kiến, hắn chậm một nhịp, lúc này mới làm ra phản ứng, nhưng mà, tiên vương giao thủ có khả năng kéo dài như vậy sao? Phốc, mũi thương đã xuyên thấu áo choàng, sau đó đâm ra. Ai cũng, đừng nghĩ, khống chế tiêu anh hùng ta, tiêu anh hùng giận dữ hết, hắc quang trong hai mắt cởi ra. Lăng Hàn cũng lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới tiêu anh hùng lại có thể ở thời khắc cuối cùng tỉnh táo lại, cho Hoang Nguyệt một kích chí mạng. Không thể không nói, tiêu anh hùng không hổ là siêu cấp đế tinh, cũng không thẹn với thân phận cự đầu của thiên hạ đệ nhất phó viện. Đáng chết, Hoang Nguyệt nổi giận gầm lên một tiếng, bành, hắn vung tay lên, đánh vào ngực tiêu anh hùng, bành, thân thể của tiêu anh hùng lập tức nổ tung, hiện tại hắn ngoại trừ đại não là do hắc khí tạo thành, mà hắc khí lại hoàn toàn bị Hoang Nguyệt khống chế, tự nhiên một đánh liền toái. Tiêu anh hùng lộ ra khó hiểu, Bị tiên thương oanh chúng, chẳng những không chết, thậm chí ngay cả chiến lực cũng không ảnh hưởng. Hưu, hắn vẫn làm ra một chút phản ứng, trường thương nhảy lên, mũi thương xẹt qua áo choàng, lập tức đánh rời áo choàng của Hoang Nguyệt xuống. Ồ, hắn lập tức lộ ra biểu lộ như nhìn thấy quỷ, ngay cả Lang Hàn cũng giống như thế, bởi vì áo choàng vạch trần, hiện ra mặt của Hoang Nguyệt, thật là đáng sợ. Cái này thật sự là người sao? Mặc dù có mũi có mắt, nhưng khắp nơi mọc ra xúc tu màu đen, cái kia cũng không phải thật thể mà là do hắc khí tạo thành. Bang, tiêu anh hùng bị đánh bay ra ngoài, hắc khí toàn thân lập tức tán đi, chỉ còn lại có một cái đầu. Đáng chết, rõ ràng dám vạch trần chân diện mục của bổn tỏa. Hoang Nguyệt giận dữ, xúc tu màu đen bay múa, trong giữ tợn lại lộ ra vô cùng buồn nôn. Đại não của tiêu anh hùng phiêu phù ở giữa không trung, đạt tới trình độ như hắn, chỉ cần thức hải không phá sẽ không chết, vẫn có thể vận chuyển chút ít thần thông. Hắn giật mình nhìn Hoang Nguyệt, bật thốt lên nói. Ngươi là thường hóa vân, hoang nguyệt nhìn về phía tiêu anh hùng, điềm nhiên nói. Không nghĩ tới hậu bối như ngươi rõ ràng nhận thức ta. Ngươi không phải sớm đã chết ở ngoại vực chiến trường sao. Tiêu anh hùng y nguyên khó giấu khiếp sợ, mặc cho ai nhìn thấy một người đã chết trong truyền thuyết, lại biến thành bộ dạng hiện tại này, cũng ngăn không được tâm chiều như hải. Đúng vậy, từng là thường hóa vân, đã sớm chết ở ngoại vực chiến trường, hiện tại. Bồn tọa chính là hoang nguyệt, hoang nguyệt nói ra, trên mặt đằng đằng sát khí, đó là hờ hững chán ghét người trong thiên hạ nghe nói ngươi là bị đồng môn sư huynh hãm hại mới lọt vào bẫy dập tiêu anh hùng thì thảo nói âm thanh càng ngày càng thấp Làm hàn tiếp lời ngươi không có chết mà là đầu phục cuồng loạn hắn rốt cuộc hiểu được vì cái gì những hắc khí này cho hắn một loại cảm giác giống như đã từng quen biết bởi vì này rất giống xúc tu của cuồng loạn thường hóa vân lọt vào bẫy dập của cuồng loạn nhưng cuồng loạn không có giết chết mà cải tạo hắn lợi dụng phẫn nộ khi hắn bị phản bội thành công để cho hắn đầu nhập vào dưới trướng của mình. Hiện tại, Thường Hóa Vân mang theo sứ mạng tiến nhập Tiên Vương Mộ Địa, vậy sứ mạng của hắn là gì? Lăng Hàn nhìn về bốn phía, nơi này có vô số Tiên Vương tầng 9 đều bị hắc khí, cũng chính là cuồng loạn ảnh hưởng, khống chế, một khi để cho bọn hắn ly khai Tiên Vương Mộ Địa, cái kia sẽ tạo thành giết chóc đáng sợ cỡ nào. Một vị diện cường đại, trình độ thật lớn quyết định bởi số lượng sinh linh, mà không phải mấy cường giả đỉnh tiêm có hạn. Những thiên vương này tạo thành đại sát lục, tất nhiên sẽ suy yếu thực lực của viêm xương vị diệt, như vậy khoảng cách cuồng loạn thôn vệ vị diện này tự nhiên lại tiến gần một bước. Hí, tiêu anh hùng cũng nghĩ đến điểm ấy, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, tuy hắn chỉ còn lại có một cái đầu. Ánh mắt hoa nguyệt đảo qua lăng hàn cùng tiêu anh hùng, trên mặt không ngừng có hắc khí bốc lên, hóa thành một linh xà, lại phảng phất một cây xúc tu, cực kỳ buồn nôn. Hắn lộ ra dáng tươi cười. Thật đúng là không thể xem nhẹ chỉ số thông minh của các ngươi, gần kề căn cứ một chút manh mối liền không sai biệt lắm suy ra chân tướng. Không sai, lúc trước ta bị người bán đứng, thân hãm lấp lấp phòng vây, sau cùng bị quân đội của cuồng loạn đại nhân bao phủ, tất cả mọi người cho rằng ta chết rồi. Mà ta hết lần này tới lần khác không chết, là cuồng loạn đại nhân cho ta tân sinh, cho ta thiên địa càng thêm rộng lớn. Các ngươi thấy quy thuận cuồng loạn đại nhân là một loại sỉ nhục, một loại sai lầm sao? Sai. Cuồng loạn đại nhân nhất định dung hợp tất cả vị diện, dung nạp thiên hạ, chúng ta sinh hoạt ở trong thế giới của cuồng loạn đại nhân, liền chân chính siêu thoát thiên địa. Lăng Hàn suy một tiếng, rõ ràng là làm tay sai, lại hết lần này tới lần khác còn lẽ thẳng khí hùng như thế, thật không biết tại sao người có thể có ra mặt dày như vậy. Người trẻ tuổi, người bây giờ vinh váo hung hăng, nhưng lại không biết hắc ám nhất là nhân tâm. Hoàng Nguyệt khẽ nói, trong ánh mắt nhúc nhích lửa giận. Đợi những người này, hoàn tất ta sẽ mang bọn hắn đi tìm người hãm hại ta, tính toán sổ sách năm đó. Ngươi muốn làm gì những tiên vương này?" Lăng Hàn trầm giọng hỏi. Chương 2974, thực Anh Hùng. Hoa Nguyệt vốn không cần trả lời, nhưng nghĩ nghĩ, Lăng Hàn hoàn toàn chính là cô trong giỏ, cần gì để ý. Hơn nữa, hắn đã làm chuyện lớn như vậy, không cùng người chia sẻ một cái, trong nội tâm xác thực không thoải mái. Dù sao đã bị hắn đoán được nhiều như vậy, lại cho hắn biết một sự tình cũng không có gì hắn cười cười nói, những cái này gọi hắc khí, là mảnh vỡ tinh thần của cuồng loạn đại nhân, đối với cuồng loạn đại nhân, cái này căn bản không có ý nghĩa, nhưng đối với những tiên vương chúng ta, lại có thể xúc tiến chúng ta lột xác, đi ra một tầng vô cùng mấu chốt. Hắn lộ ra vẻ cuồng nhiệt, thử nghĩ một chút, mấy vạn chuẩn thiên tôn xuất thế, cái kia là một màn đồ sộ bực nào. Hắn rõ ràng lực lượng vị diện vô tận, bằng quyền trục vị diện có thể đơn giản tạo ra được một thiên tôn, nhưng vì cái gì số lượng thiên tôn lại ít như vậy bởi vì thiên địa có pháp tắc vận chuyển của thiên địa lực lượng thiên tôn tuyệt đối không cho phép xuất hiện mà cuồng loạn bất đồng nó là vị diện lại là sinh linh có ý nghĩ của mình hoàn toàn không cần để ý cái pháp tắc gì bởi vậy nó muốn tạo ra bao nhiêu thiên tôn cũng được thậm chí hiện tại nó đã duỗi tay đến nơi này ở trong thế giới của nó tạo nên thiên tôn chỉ là chuyện nhất nghiệp nhưng ở vị diện khác liền không có đơn giản như vậy phải mượn tay người khác còn cần rất nhiều thời gian coi như là chuẩn thiên tôn cũng không có khả năng oanh phá tiên vương mộ địa nha lang hàn thản nhiên nói nhưng những lời này lại phục một bút quả nhiên hoa nguyệt tiếp lời nguyên cổ mộ này chính là nguyên cổ thiên tôn khi còn sống bố trí chôn cất thủ hạ một đường đi theo hắn về sau hắn tiến đến ngoại vực chiến trường đối kháng cuồng loạn đại nhân tự nhiên là bị oanh giết thành cặn bã bất quá hắn có chút dừng lại nói cuồng loạn đại nhân thu được tất cả trí nhớ của nguyên cổ thiên tôn lợi dụng đại thủ đoạn hao tốn rất nhiều tinh lực ngạnh xanh ở chỗ này mở ra một thông đạo có thể nối thẳng ngoại giới cho nên những lo lắng cai của ngươi vẫn là thu vào trong bụng a à. tiểu tử không cần có tưởng tượng không thực tế chính ngươi chủ động hút hắc khí vào thân thể còn có khả năng ăn ít khổ sở nói cách khác ta là cực kỳ cam tâm tình nguyện tra tấn một thiên kiêu lang hàn hỏi những lời này kỳ thật là muốn biết nơi này có đường rời đi không quả nhiên nếu hoang nguyệt bố trí âm mưu lớn như vậy tự nhiên đã sắp xếp xong xuôi tất cả chi tiết. Chỉ cần những tiên vương tầng 9 này đột phá chuẩn thiên tôn, như vậy Hoang Nguyệt sẽ mang những người này đi ra ngoài, bất kể là phân tán hành động, hay tập thể xuất kích, cỗ lực lượng này đều vô cùng khủng bố. Mấu chốt là, ngoại vực chiến trường chiến sự căng thẳng, lại có thể điều ra mấy thiên tôn về giải quyết cái phiền toái này. Nhất bộ thiên tôn căn bản không đủ nhìn, nhiều tiên vương tầng 9 như vậy đều làm không được, mà những người này dảo bước tiến lên chuẩn thiên tôn, chỉ sợ nhị bộ thiên tôn cũng không đủ xem. Ai, nhìn ánh mắt người lập lè, hiển nhiên là không muốn tiếp nhận đề nghị của ta rồi. Hoa Nguyệt lắc đầu, sau đó nói, tiêu anh hùng, còn không thay ta bắt nghịch thần này lại. Tiêu anh hùng lộ ra vẻ dễ dụa, nhưng hai mắt rất nhanh bị hắc quang che giấu, oanh, giữa cổ rủ xuống vô số đạo hắc khí, hợp thành thân thể của hắn. Giết, hắn thôi động tiên thương công về phía Lăng Hàn. Hoa Nguyệt thở dài, nếu Lăng Hàn cùng tiêu anh hùng tới sớm một ít, hắn liền có thể điều chút ít tiên vương tầng 9 tới trợ trận, nhưng hiện tại đúng là thời điểm những tiên vương này trùng kích chuẩn thiên tôn mấu chốt nhất, đánh gãy, liền không cách nào liên hệ với cuồng loạn nữa, tự nhiên không có khả năng lại xông lên chuẩn thiên tôn rồi. Bất quá, dù tiêu anh hùng thu thập không được lăng hàn, cộng thêm hắn. Còn chưa đủ sao, đinh 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 đinh, lăng hàn cùng tiêu anh hùng không ngừng chiến đấu, hai người từ đông đánh tới tây, từ nam đánh tới bắc, dư ba chấn động, chấn nát bấy toàn bộ tầng ngoài của trứng, nhưng bên trong chứng lại không xấu chút nào căn bản ảnh hưởng không được tiên vương trong đó ân hoa nguyệt nhướng mày trong nội tâm phát lên một cỗ không ổn cảm giác đúng lúc này chỉ thấy tiêu anh hùng gầm lên giận dữ oanh đỉnh đầu của hắn dâng lên một đạo kim quang lập tức đánh tan hắc khí tạo thành thân thể không hoa nguyệt kinh hô cái này ý nghĩa tiêu anh hùng lại thoát ly hắn khống chế làm sao có thể một khi để cho hắc khí nhập vào cơ thể cái kia sẽ bị hắc khí ảnh hưởng đây chính là mảnh vỡ tinh thần của cuồng loạn, dù chỉ một chút, còn bị vị diện này áp chế, nhưng muốn ảnh hưởng Tiên Vương tầng 9 lại dễ dàng. Tiên Vương tầng 9 cũng không thể giải, huống chi là tầng 8. Nhưng Tiêu Anh Hùng chẳng những giải, hơn nữa còn hai lần. Cái này là ý chí của đế tinh sao? Đi, để ta chặn hắn, nhất định phải mang tin tức về võ viện, nếu không ta thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Tiêu Anh Hùng hét lớn mãnh liệt chào một cái trên tay đã nhiều hơn một vầng sáng màu trắng ném về phía lăng hàn lăng hàn lấy tay chào một cái cái quang đoàn này chính là cửu hóa thiên kinh nguyên vẹn hắn không khỏi cảm khái tuy tiêu anh hùng một mực đối đầu với hắn phát hết óc muốn giết chết hắn nhưng ở trước mắt cuối cùng lại là một sự tình anh hùng chính thức vừa rồi thời điểm bọn hắn chiến đấu tiêu anh hùng liền truyền âm hắn còn có một tia thần trí thanh tỉnh cố ý cùng lăng hàn đánh tới chỗ xa xôi của cung điện chế tạo cơ hội đào tẩu cho lăng hàn bởi vì một khi kế hoạch của Hoang Nguyệt thực hiện được, mấy vạn chuẩn thiên tôn tiến vào viêm xương vị diện sẽ tạo thành phá hư kinh khủng. Ở trước mặt đại cục, Tiêu Anh Hùng đè xuống ân oán cá nhân, quang minh một hồi, đại khí một hồi, anh hùng một hồi. Hắn biết rõ mình thập tử vô sinh, liền ném cửu hóa thiên kinh ra cho Lăng Hàn, hắn cũng không phải Hoang Nguyệt, không có cách nào để cho Lăng Hàn hoàn toàn nắm giữ bộ thiên kinh này, chỉ có thể cho đối phương trí nhớ, để cho Lăng Hàn đi từ từ suy nghĩ. Lăng Hàn nghiêm nghị, Tiêu Anh Hùng ta và ngươi từ nay về sau ân oán kết thúc, cho ta bảo ngươi một tiếng tiêu huynh. Ha ha ha, không cần buồn nôn như vậy, bảo ngươi lăn, là vì ai cũng không thể nhục tiêu anh hùng ta. Tiêu anh hùng quay đầu, năng lượng kim sắc lần nữa hóa thành thân thể của hắn, hắn tay cầm tiên thương, tán lấy khí khái hào hùng. chương 2975, rời đi, bắt lại cho ta, hoang nguyệt hồn hển, ở đâu còn lo lắng cái khác, thò tay chỉ về phía lăng hàn cùng tiêu anh hùng. Lập tức, Ba ba ba, 10 quả trứng lập tức vỡ vụn, 10 tên tiên vương tầng 9 đứng dậy, mỗi một cái đều tản ra khí thế khủng bố. Bọn hắn đang tiến quân về phía chuẩn thiên tôn, hiện tại tuy tiến trình bị đánh vỡ, hơn nữa có khả năng vĩnh viễn không thể lại trở thành chuẩn thiên tôn, nhưng 10 tiên vương tầng 9 đỉnh phong liên thủ, ngay cả chuẩn thiên tôn đoán chừng cũng có thể đấu một trận rồi. Nhưng mà, 10 tên tiên vương tầng 9 này hai mắt đều đen kịt, căn bản phân không ra tròng trắng cùng tròng đen, vô cùng quỷ dị cái xác không hồn, lang hàn lập tức nói, bọn hắn thu được lực lượng của cuồng loạn, nhưng không thể tránh khỏi trở thành cái xác không hồn, không có tư tưởng bản thân, chỉ có thể nghe theo hiệu lệnh. đây cũng là vì cái gì cần hoang nguyệt, không chỉ cần hắn đáp cầu dắt mối, còn phải phụ trách chỉ huy những chuẩn thiên tôn này chiến đấu. hơn nữa, vì cái gì hoang nguyệt chỉ là tiên vương mà không phải chuẩn thiên tôn, chỉ sợ nguyên nhân cũng như vậy. tiêu anh hùng cười to, oanh, hắn phóng thích ra năng lượng kim sắc vô tận, đi mau nơi này có tiêu anh hùng ta chống đỡ ai cũng đừng nghĩ tiến lên trước một bước lăng hàn hít vào một hơi thật sâu nói hy vọng còn có ngày gặp lại hừ nói giống như chúng ta là bằng hữu vậy tiêu anh hùng lạnh lùng nói ta chỉ là nhìn trạng thái của ngươi tốt hơn ta mới lựa chọn cho ngươi phá vòng vây trên thực tế ta vẫn hết sức vui vẻ chém dụng đầu của ngươi lăng hàn gật đầu ta sẽ báo thù cho ngươi hắn không hề dây dưa dài dòng có nhiều tiên vương tầng 9 như vậy vây quanh tới làm sao có thời giờ cho hắn lãng phí. Hưu, thân hình hắn tung bay, lập tức chạy đi. Bắt lại cho ta, hoang nguyệt hồn hền, nếu như tỉnh lại tất cả tiên vương, như vậy tất nhiên có thể ngăn trở lăng hàn. Nhưng một khi tiến trình đột phá chuẩn thiên tôn bị đánh gãy, vậy thì không có cơ hội thứ hai rồi. Bố cục vạn vạn năm, lại chỉ thả ra chút ít tiên vương tầng 9. Đây không phải khôi hài ư, tùy tiện tới một vị nhị bộ thiên tôn là có thể hoàn thành rồi. Hoàng Nguyệt cũng chỉ có thể tỉnh lại số lượng tiên vương có hạn, bất quá hắn cũng gánh chịu không được hậu quả như vậy, dù sao hiện tại hắn chỉ là một con chó của cuồng loạn mà thôi. Ha 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 ha, xem tiêu anh hùng ta đại sát tứ phương như thế nào. Hiện tại tiêu anh hùng ngược lại càng thêm phóng khoáng, hắn chấn động tiên thương, oanh, trên tiên thương cũng có kim quang dâng lên, như hỏa diễm thiêu đốt. Thập đại tiên vương tầng 9 vào tới, nhưng đều bị tiêu anh hùng ngăn cản, năng lượng kim sắc tràn vào, hắn cực kỳ dũng mãnh. Lang Hàn thở dài, đây là cuộc chiến trói lọi nhất trong đời tiêu anh hùng dù hắn thắng cũng sẽ bởi vì tiêu hao hết sinh cơ mà vẫn lạc thậm chí hắn có khả năng ở trong chiến đấu đột nhiên tử vong ở trước mặt trái phải rõ ràng tiêu anh hùng đứng vững tín nhiệm không phụ lòng thân phận thiên tài của thiên hạ đệ nhất phó việt kính trọng lang hàn đè xuống suy nghĩ trong lòng thể thuật bộc phát bành tốc độ của hắn lần nữa tăng lên tuyệt không có khả năng lãng phí thời gian mà tiêu anh hùng liều chết tranh thủ cho hắn bành 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 phía sau kim quang cùng hắc khí sống mái với nhau, còn có hoang nguyệt gào thét, hắn đuổi theo lăng hàn, lẻ loi một mình. Hết cách rồi, những tiên vương tầng 9 này ở trong quá trình tiến hóa bị cắt đứt, như hài nhi mới sinh, tuy nghe chỉ huy, nhưng lý giải mệnh lệnh thực không ra sao, để cho bọn hắn giết lăng hàn cùng tiêu anh hùng, bọn hắn thấy tiêu anh hùng gần nhất, liền nhìn chằm chằm vào hắn điên cuồng tấn công, hoàn toàn không để ý tới lăng hàn. Cho nên, hoang nguyệt một mình truy kích, hắn sớm đã đạt đến tầng 9 đỉnh phong, hơn nữa đồng dạng là một siêu cấp đế tinh, chiến lực vô cùng khủng bố, nhưng chỉ nói tốc độ, hắn chưa hẳn nhanh hơn Lăng Hàn, hơn nữa còn phát sau, cách Lăng Hàn khoảng cách rất lớn. Lăng Hàn cũng không dám có bất kỳ chủ quan, một khi để cho Hoang Nguyệt đuổi theo, vậy hắn lại thả ra 10 tiên vương tầng 9 đến, như vậy dù Lăng Hàn bộc phát ngũ hành lôi thuật cũng không nhất định có thể phá vòng vây. Hắn phải chạy về võ viện, báo cáo tin tức nơi đây, nếu không không phải phụ lòng tiêu anh hùng sao. Tầng này là tầng cao nhất của cung điện, không có tầng thứ 34 rồi, lại lăng hàn đi vào phần cuối của cung điện, chỉ thấy phía trước có một quang môn màu đen. Con đường rời đi sao? Lăng hàn có chút dừng lại, lộ ra vẻ trần chờ. Oanh, khí thế đáng sợ truyền tới, hoa nguyệt đã l đuổi theo. Lăng hàn cắn răng, bất kể có phải hay không, hắn phải động. Hiu, hắn thả người nhảy lên, tiến nhập quang môn, thân ảnh lập tức biến mất. Hoa nguyệt truy đến, hắn cũng đồng dạng dừng bước, lộ ra vẻ trần chờ. Tuy cuồng loạn đại nhân mở ra thông đạo, nhưng còn không có điều chỉnh tốt vị trí lối ra, dù tiểu tử này có thể chạy đi, nhưng sẽ xuất hiện ở nơi nào lại là vấn đề. Có lẽ, chờ hắn quay lại võ viện, ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Rốt cuộc có nên đuổi theo không? Tiến hóa đã bắt đầu, kỳ thật ta cũng không cần thủ ở chỗ này. Vì phòng ngừa vạn nhất, vẫn là truy A. Hắn bước ra một cước, cũng tiến nhập quang môn màu đen, hưu, thân hình lập tức biến mất. Oanh, lực lôi kéo cực lớn đánh úp lại, để cho toàn thân lăng hàn đau nhức kịch liệt. Đây đúng là một không gian thông đạo, có thể ly khai tiên vương mộ địa, nhưng đó là thiết kế cho chuẩn thiên tôn. Hiện tại lăng hàn đi, tự nhiên để cho hắn nếm nhiều đau khổ. Năng lượng gọt đến, dù hắn vận chuyển bất diệt thiên kinh cũng vô dụng, động sẽ làm bị thương, mà không vận chuyển, như vậy thương thế càng nặng. Ngay cả lăng hàn cũng ăn không tiêu, thân hình lóe lên, tiến nhập tiên khách cư. Tư, năng lượng thổi qua, tiên khách cư lập tức bốc cháy lên hào quang hừng hực, phù văn sáng lên, sau đó lại nhanh chóng phai mờ. Khá tốt, cái này cuối cùng là tiên kim, chống đỡ được năng lượng. Cũng không biết qua bao lâu, bành, tiên khách cứ bị bắn ra ngoài, xẹt qua ở giữa trường không, sau đó lọt vào một đống cỏ xanh. Thân hình của Lăng Hàn xuất hiện, ánh mắt đảo qua, đây là một bình nguyên, hoa cỏ màu xanh như đệm. "Đã đi ra." Lăng Hàn lập tức nói, đây tuyệt không phải tiên vương mộ địa, cảm giác hoàn toàn bất đồng. Chương 2976, truy kích, hắn bay lên lập tức phiến độn, quỷ mới biết hoang nguyệt lúc nào sẽ chạy đến. Trước xem mình ở đâu, khoảng cách võ viện bao xa. Tốc độ của hắn bây giờ nhanh kinh người, hơn nữa thể lực gia trì, thích hợp đường dài chạy vội, sức bật lại cường đại, quả thực hoàn mỹ. Chẳng trách thiên tôn mạnh như vậy, bởi vì dùng là lực lượng của mình, không giống tiên vương, cần một quá trình điều động quy tắc. Lăng Hàn vừa chạy vừa nói, lúc này hắn cũng không dám lại đi hấp thu hư tử, vạn nhất tạc hủy thân thể, cũng không biết phải tu dưỡng bao nhiêu năm. Lần này sau khi trở về liền bế quan, tăng thể thuật lên tới tầng 7 cực hạn mới xuất quan. Núi non sông ngòi ở dưới chân Lăng Hàn không ngừng đi xa, chạy gần nửa ngày, hắn cuối cùng phát hiện một đại thành, trực tiếp phát ra khí thế hàng lâm. Người mạnh nhất ở đây bất quá là Tiên Vương tầng 5, chứng kiến Lăng Hàn có 7 đạo dị sắc quấn quanh, liền bước lên phía trước cao hô tiền bối, vô cùng cung kính. Đây là thành gì, cách Thiên Hạ Đệ nhất phó viện lại bao xa? Lăng Hàn hỏi, Hắn trực tiếp cho thấy thân phận Tiên Vương tầng 7 là muốn tiết kiệm thời gian. Tiên Vương tầng 5 kia sững sờ, không nghĩ tới Lăng Hàn lại có thể hỏi vấn đề như vậy. Ngài đây là choáng váng sao? Hắn thầm nói, đương nhiên trong miệng không dám nói như vậy, vội vàng thành thành thật thật trả lời. Đây là Lai Tinh Thành, cách Thiên Hạ đệ nhất phó viện thật đúng là có chút xa. Cầm địa đồ tới, Lăng Hàn phất phất tay, Tiên Vương tầng 5 kia vội vàng mang địa đồ tới, đưa cho Lăng Hàn. Ánh mắt Lăng Hàn quét qua, đây quả thật là cách rất xa, lấy cước trình của tiên vương cũng phải chạy trên trăm năm. Hắn nhanh hơn tiên vương bình thường rất nhiều, nhưng 50 năm nhất định là không thiếu được. Hắn ném địa đồ cho đối phương, bành, hai chân phát lực, phá không mà đi. Wow, vị này uy thế thật kinh người, tiên vương tầng năm kia không khỏi đè tay lên trên ngực. Rõ ràng chỉ là tầng 7, như thế nào cho bổn tỏa cảm giác so với tầng 9 còn muốn cường đại hơn. Hắn đặt mông ngồi xuống, muốn uống trà tỉnh tâm chỉ là ly trà còn không có uống xong, ông, lại một cỗ khí tức đáng sợ xuất hiện, sau đó liền gặp một người toàn thân bao phủ ở trong áo choàng màu đen xuất hiện, không lộ dáng người, khó phân giới tính. Các hạ là người phương nào? Tiên vương tầng năm kia cả gan hỏi, người này tự nhiên là hoang nguyệt, hắn không để ý tới, mà duỗi tay phải ra dẫn dắt, lập tức. Tràng cảnh lúc trước lăng hàn cùng tiên vương tầng năm đối thoại xuất hiện. Thời gian quy tắc, ngược dòng tìm hiểu lịch sử. Cái này bởi vì mới vừa phát sinh, cho nên mới có khả năng ngược dòng tìm hiểu, nếu không một lúc sau liền không thể chạm đến. Tiên vương tầng năm kia nhịn không được lau mồ hôi lạnh, thần bí nhân trước mặt này cho hắn một loại cảm giác vô cùng đáng sợ. Hoàng Nguyệt thu tay về, nhìn về phía tiên vương tầng năm kia, trong ánh mắt sát cơ sôi trào. Hắn bị người hãm hại, trở nên căm hận tất cả mọi người, hơn nữa bị cuồng loạn cải tạo, tuy thần trí vẫn còn, lại khó tránh khỏi ảnh hưởng tính cách, để cho hắn trở nên khát máu. Hiện tại ra tiên vương mộ địa, tất cả mọi người ở đây đều là sâu kiến trong mắt hắn. Dùng không mất bao nhiêu thời gian, hắn thì thào nói, oanh, trong cơ thể lập tức bạo tuôn ra vô số hắc quang, lan tràn cả thành thị. Ngươi làm cái gì, tiên vương tầng năm kia vội vàng muốn ngăn cản, nhưng vừa tiếp xúc với hắc quang, hắn lập tức biến thành một con rối, rốt cuộc không thể động đậy. Chỉ là mấy hô hấp, nội thành bị hắc quang bắt bảo phủ, sinh linh hóa thành tảng đá, thành thị mới vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt lập tức biến thành tử thành. Ha 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 ha. Hoàng Nguyệt cười lớn một tiếng, banh, thân hình hắn dâng lên, tiếp tục đuổi theo lăng hàn, hưu hưu hưu, tất cả hắc quang bị hắn thu vào trong cơ thể, mà tất cả sinh linh ở nội thành ở cùng một thời gian hóa thành bụi bậm. Kế hoạch của cuồng loạn đại nhân, tuyệt không có khả năng vì ngươi mà dừng. Lăng hàn chỉ biết Hoàng Nguyệt nhất định sẽ truy hắn, nhưng ở trong quá trình truy hắn còn có thể tạo thành đại sát nghiệt, là hắn thật không biết. Hắn thể lực dồi dào, một đường không ngừng, thẳng đến thiên hạ đệ nhất phó viện cũng không sao, đạt tới độ cao như hắn, trên đường đi lại có ai sẽ ngăn cản. Không nói chiến lực của hắn vượt xa cảnh giới, chỉ là thân phận tiên vương tầng 7 cũng đủ để hoành hành rồi. Mà phải biết rằng, Lăng Hàn là người tự mang vầng sáng phiền toái. Hắn chạy đi nhiều năm cũng không có việc gì, nhưng một ngày nào đó, hắn lại đụng vào một chiến đoàn. Cái này có chút oan, hắn chạy quá nhanh, hơn nữa vì tiết kiệm thời gian, hắn nhất định là một cái thẳng tắp tiến lên, không nghĩ tới liền vọt vào trong mấy nhóm người hỗn chiến. Hắn không có cân nhắc dừng lại, mà trực tiếp xông vào, dù sao khí lực cường hoành, vận chuyển bất diệt thiên kinh thậm chí có thể ngạnh ăn tiên vương tầng 9 công kích, cái kia tự nhiên không hề cố kỵ rồi, chỉ cần một hơi lao ra là được. Lớn mật, lòng tham, không nghĩ tới xông lên như vậy rõ ràng làm tất cả mọi người phát bực, nhao nhao ra tay với hắn. Những người này có tiên vương tầng 7, càng có tầng 8, nếu không cũng không dám ngang nhiên công kích một tiên vương tầng 7. Lăng Hàn không nhìn thẳng, đỡ lấy công kích vào tới trước, nhưng lại dẫn phát những người này càng thêm điên cuồng ra tay toàn thân hắn hiện ra kim quang bỏ qua hết thảy công kích banh chạy ra khỏi đám người chỉ thấy phía trước có khí thức mờ mịt bốc lên một đoàn hỏa diễm như mây tía sáng chói. nguyên lai là một cây tiên dược lăng hàn cuối cùng đã minh bạch những người này đều tranh đoạt tiên dược còn không có quyết định ra thuộc sở hữu đánh đến kịch liệt không nghĩ tới hắn lại loạn nhập hoành nhúng một tay trực tiếp phọt ra mơ tưởng tất cả mọi người chộp về phía lăng hàn lăng hàn cười ha ha nếu thấy được liền không có đạo lý bỏ qua gốc tiên dược này xác thực là tiên vương đại dược hơn nữa niên linh kinh người đối với hắn cũng có trợ giúp không nhỏ hắn ra tay chộp tới tiên dược banh 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 tất cả công kích đánh tới đều bị bất diệt thiên kinh hấp thu mà một trưởng của lăng hàn đè xuống nhưng lại nhẹ kêu một tiếng bởi vì hắn bắt không tiên dược mọc chân chạy lăng hàn thu tay lại đã thấy tiên dược còn ở nguyên chỗ trướng nhãn pháp bản thể của gốc tiên dược kia không ở chỗ này thậm chí không ở trong không gian này, chỉ là chiết xạ ra hình thể, chân thân căn bản không biết ở đâu. chương 2977 đến 1 Nếu để cho Lăng Hàn đầy đủ thời gian, hắn nhất định có thể tìm ra tiên dược, nhưng hiện tại hắn vội vã phải về võ Việt, tự nhiên chỉ có đau nhức bỏ những thứ yêu thích rồi. Hắn lắc đầu, liền muốn ly khai, nhưng lại nhớ mày. Người thật đúng là để cho ta khó tìm, âm thanh của Hoa Nguyệt vang lên, chỉ thấy hắc khí đầy trời rủ xuống, như từng đạo lan can, bao vây Lăng Hàn lại, nhưng vì lao lung quá lớn, những người lúc trước kia cũng đồng dạng bị bao phủ vào. Ngươi là người nào, tại sao vây khốn chúng ta? Không nên tự lầm, những người kia đều kêu lên, ai cũng phẫn nộ, om sòm, hoa nguyệt hừ lạnh, hắc khí đột nhiên bạo động, xoát xoát xoát, những người kia ai cũng bị hắc khí oanh chúng, lập tức biến thành tảng đá, sau đó ẩm ẩm nghiền nát, hóa thành cho bụi. Hắn là đế tinh tầng 9 đỉnh phong, lang hàn xoay người, trực diện hoang nguyệt, tuy hắn không muốn hiện tại đánh với hoang nguyệt, nhưng ai bảo hắn gặp sự tình, bị trở ngại một hồi để cho Hoang Nguyệt đuổi theo. "Còn không biết tên của ngươi a?" À, Hoang Nguyệt nhàn nhạt nói, "Có thể làm cho bổn tọa tự mình ra tay, ngươi có tư cách để cho bổn tọa nhớ kỹ danh tự ngươi." Lăng Hàn lắc đầu, "Ta không quan tâm lấy lòng một tay sai, bất quá nếu ngươi hỏi, vậy ghi nhớ a, à, ta là Lăng Hàn." Thế nhưng mà, người đã mất đi cơ hội càng tiến một bước, bằng không mà nói, người sẽ tiền đồ vô lượng. Hoang Nguyệt lắc đầu, hiện tại Lăng Hàn bị nhốt hết thảy thành kết cục đã định. Nói so với hát còn dễ nghe hơn, nhưng cuối cùng chỉ là si nhân vọng ngữ. Lăng hàn tế ra tiên ma kiếm, hưu, thân hình hắn động, căn bản không có hứng thú cùng hoang nguyệt khí lực va chạm, mà lột bỏ về phía hắc khí. Hiện tại trọng yếu nhất là chạy về võ viện thông báo tình huống, mặt khác hết thảy có thể sau này hãy nói. Tiên ma kiếm sắc bén bực nào, vượt qua tiên khí, dù tiên vương tầng 9 bị chém chúng, cũng bị chém thành hai đoạn. Bởi vậy, một kiếm chém dụng hắc khí tan nát. Lăng Hàn giết ra, thân hình mãnh liệt bắn mạnh, nhanh vô cùng. Hoàng Nguyệt kinh ngạc, một bên truy theo, một bên nhìn về phía tiên ma kiếm, hắn lộ ra vẻ chợt hiểu, đó là phệ kim thiết. Lăng Hàn chạy, Hoàng Nguyệt truy, hai người cùng thi triển thủ đoạn, Hoàng Nguyệt không ngừng đánh ra tinh thần trùng kích, lại lấy hắc khí hóa thành các loại vũ khí, kích bắn về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn cũng không sợ, lấy bất diệt thiên kinh ngạnh ăn công kích, lại lấy ngũ hành lôi thuật phản kích. Bỗng nhiên đánh ra ngũ hành lôi thuật, Hoàng Nguyệt thiếu chút nữa bị tổn thất nặng, nhưng hắn dù sao cũng là siêu cấp đế tinh tầng 9 đỉnh phong, chiến lực cao hơn Lăng Hàn quá nhiều, hơn nữa cũng nắm giữ thiên tôn bảo thuật như cửu hóa thiên kinh, lấy ăn một chút thiệt thòi nhỏ làm đại giá, cuối cùng hóa giải được. Sau một kích này, Hoàng Nguyệt đương nhiên chú ý cẩn thận rất nhiều, không hề coi Lăng Hàn là tiên vương tầng 7, mà là tồn tại cùng cảnh giới với hắn. Mà hắn cẩn thận như vậy, tuy Lăng Hàn không cách nào làm bị thương hắn, nhưng vô hình chung cũng làm cho uy hiếp của hắn nhỏ đi rất nhiều hưu hưu, hai đại tiên vương không ngừng xuyên toa không gian, tốc độ nhanh đến không hợp thói thường. Trên đường đi đương nhiên có rất nhiều người thấy được bọn hắn, nhưng ai dám nhúng tay, hỏi bọn hắn là chuyện gì xảy ra. Hoa Nguyệt có thể được cuồng loạn phái ra chủ trì đại cục, đương nhiên không chỉ là siêu cấp đế tinh tầng 9 đỉnh phong đơn giản như vậy, hắn thấy thật lâu không thể đuổi theo lăng hàn, trong ánh mắt hiện lên ngoan lệ, tế ra ba cây châm nhỏ. Đây là cuồng loạn ban cho hắn, đương nhiên không phải bảo khí do cuồng loạn tự tay luyện chế, mà là ở trong chiến tranh dài dòng buồn chán, từ trong tay Thiên Tôn chết trận đoạt được. Đây là Thiên Tôn bảo khí, đương nhiên ba cây châm nhỏ đã hư hao nghiêm trọng, xa xa không đạt tới cấp bậc Thiên Tôn rồi, nhưng vượt ra khỏi tầng 9, đến gần chuẩn Thiên Tôn vô hạn. Mấu chốt là, ở trong tay hắn, có thể hoàn toàn phát huy uy lực ra. Đi, hắn khẽ quát một tiếng, toàn lực vận chuyển, ba cây châm nhỏ bị kích hoạt, nhưng không có bất kỳ phù văn dương động, chỉ có lực lượng vô tận cuồn cuộn mà động. Thiên tôn không tu quy tắc, hiu hiu hiu, ba cây châm nhỏ bắn một lượt, truy kích về phía lăng hàn, tốc độ nhanh đến không cách nào hình dung. Lăng hàn không khỏi bay lên cảnh giác mãnh liệt, thần ý quét qua đã phát hiện ba cây châm nhỏ, nhưng thời điểm hắn phát hiện, cách hắn chỉ có không đến trăm trượng, còn đang nhanh chóng tiếp cận. Chín mươi trường, tám mươi trường, bảy mươi trường, tốc độ này vượt xa lăng hàn. Hắn phát động không gian quy tắc, để cho mình thuấn di đến phương vị khác, nhưng châm nhỏ cũng tự động chuyển hướng, như có ý thức bản thân. Nếu như Thiên Tôn Bảo Khí có thể dễ dàng trốn tránh như vậy, vậy cũng quá thấp kém có phải hay không? Lăng Hàn lại dương thời gian quy tắc, muốn trì hoãn ba cây châm nhỏ tiếp cận, nhưng đồng dạng không có hiệu quả, cái kia phảng phất như vạn pháp không dính. Thiên Tôn Bảo Khí, Lăng Hàn thầm nói một câu, chỉ có Thiên Tôn Bảo Khí mới có được uy năng như vậy. Chỉ có thể đón đỡ, Lăng Hàn nhanh quay ngược trở lại, tiên ma kiếm chém ra, chém về phía ba cây châm nhỏ. Đinh, đinh, hai tiếng giòn vang tiên ma kiếm trước sau chạm đến hai cây châm nhỏ, lấy xu thế vô kiên bất tồi chặt đứt, nhưng cây châm thứ ba lại đột phá phòng tuyến của tiên ma kiếm, đánh thẳng thân thể của Lăng Hàn. Lăng Hàn đã vận chuyển bất diệt thiên kinh, nhưng lần này bất diệt thiên kinh lại không có hiệu quả, châm nhỏ phá vỡ ra của hắn, tiến vào huyết quản. Hoàng Nguyệt không khỏi thở dài, thời gian trôi qua, ngay cả thiên tôn luyện chế bảo khí cũng hoang phế, bằng không thì tuy châm nhỏ kia không phải tiên kim, cũng không phải phệ kim thiết, thế nhưng cũng không đến mức bị chém tức đoạn nhưng vẫn có một cây châm nhỏ tiến nhập trong cơ thể Lăng Hàn, như vậy là đủ rồi, lực lượng chuẩn thiên tôn bộc phát, ngay cả tiên vương tầng 9 đỉnh phong cũng chỉ có một con đường chết. Lăng Hàn thu kiếm, tiếp tục chạy, hắn biết rõ không ổn, nhưng chỉ có một bên chạy một bên nghĩ biện pháp. Đau nhức, hắn chỉ cảm thấy huyết dịch trong cơ thể giống như thiêu đốt, vô cùng khó chịu. Cái này tuyệt không phải ảo giác, hắn tinh tường chứng kiến trên da rẻ của mình toát ra nhiệt khí, như giọt xương đang nhanh chóng sói mòn đây là đại sát khí, muốn sinh sinh đốt hắn thành thây khô. chương 2978 đến 2. Lăng Hàn hừ một tiếng, tay trái cầm ra, rút ra đại lượng thủy nguyên tố trong thiên địa tiến vào cơ thể, hóa giải tình thế nguy hiểm. Hắn lại vận chuyển bất diệt thiên kinh, ý đồ bức cây châm nhỏ kia đi ra. Nhưng châm nhỏ theo huyết dịch mà động, y nguyên nhanh đến kinh người, căn bản không có cách nào bắt. Không nên phí công, đây chính là thiên biến thiên tôn năm đó tự tay rèn luyện thành binh khí, tuy hắn tiện tay luyện, hơn nữa cũng không có dùng tài liệu chân quý, nhưng y nguyên không phải ngươi một tiên vương tầng bảy nho nhỏ có thể đối kháng. Hoàng Nguyệt ở phía sau nói, Lăng Hàn tự nhiên sẽ không để ý tới, hắn cả đời trải qua vô số nguy hiểm, làm sao có thể vì dăm ba câu của đối thủ mà buông tha. Bất quá, Hoàng Nguyệt một chút cũng không có nói sai, hắn xác thực không có cách nào bước châm nhỏ ra. Vậy thì, Lăng Hàn đột nhiên lộ ra hung ác, một kiếm chém xuống ngón tay của mình. Ba, huyết quang tóe lên, một ngón tay lập tức bị chảm rơi, cảm giác sôi trào cũng biến mất. Bởi vì cây châm nhỏ kia vừa vận vận chuyển tới ngón tay, bị hắn chém dụng theo ngón tay rồi. Tráng sĩ chặt tay, không phải không để ý tới tay, mà là càng thêm quý trọng tánh mạng của mình. Lăng hàn ngay cả lông mày cũng không nhíu, lúc trước thân thể không ngừng nổ tung, hiện tại chặt đứt một ngón tay lại tính toán cái gì. Hoàng Nguyệt cũng khiếp sợ, không nghĩ tới lăng hàn chẳng những hung ác với mình, hơn nữa cảm ứng kinh người như thế, bằng trả giá nhỏ nhất loại trừ một đại sát cơ. Trong ánh mắt hắn sát khí lan tràn, nếu cho Lăng Hàn chạy ra tìm đường sống, kẻ này tương lai tất thành tuyệt thế cường giả, trở thành một trong các chủ lực chống cự cuồng loạn. Không thể lưu, hắn ra sức truy, muốn tiêu diệt tai họa ngầm này. Lăng Hàn không giận không sợ, mục tiêu của hắn vô cùng minh xác hiện tại dù có cơ hội chém giết hoang nguyệt hắn cũng sẽ không ra tay, bởi vì ngăn cản những tiên vương tầng 9 dảo bước tiến lên chuẩn thiên tôn ở trong nguyên cổ mộ mới là trọng yếu nhất. Truy, trốn, truy, trốn, 10 năm, 20 năm, 30 năm, thời gian cực nhanh, không sai biệt lắm 50 năm sau, thiên hạ đệ nhất võ viện đã ở trước mặt. Hoàng Nguyệt từng là đệ tử của võ viện, làm sao có thể không biết thiên hạ đệ nhất võ viện. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lại không thể không dừng lại bước chân truy kích, quay người mà đi. Nếu như dẫn xuất thiên tôn trong võ viện, vậy hắn tuyệt đối là bị miểu sát, bán rẻ thân mình cho cuồng loạn, dù hắn là nhi tử của thất bộ thiên tôn cũng bị lập tức chém dụng. Đáng chết, đáng chết, hắn khẽ nói chỉ có khởi động kế hoạch dự bị, tuyệt không thể để cho một tiểu tử làm hư mất kế hoạch của cuồng loạn đại nhân. Lăng Hàn đi thêm một lúc, đã tiến nhập phạm vi thế lực của thiên hạ đệ nhất phó viện, ở đây không có thủ vệ, cử tuyệt trận liền có thể ngăn người không hợp cách ở bên ngoài, cần gì thủ vệ. Hắn rất nhanh liền thông qua đại trận, sau đó ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra tiếng nổ lớn như xét đánh. Quỷ gào cái gì, lập tức có rất nhiều tiên vương vọt ra, nhìn về phía Lăng Hàn nói, ở đây đều là thiên kiêu đến từ vô số vị diện, ai cũng có vô địch chi tư lăng hàn không chút để ý lớn tiếng nói hắc lư tiền bối có ở đây không ồ hắc ảnh lóe lên một con hắc lư đột ngột xuất hiện trên mặt nó tràn ngập khiếp sợ tiểu tử sao ngươi chạy ra là ai thả ngươi đi ra lăng hàn nghiêm mặt nói tiền bối xảy ra chuyện lớn cái đại sự gì hắc lư không thèm để ý nói ơ ờ, tại sao tiểu hàn tử ngươi trở về đại hắc cầu cũng chạy ra chứng kiến lăng hàn mắt chó không khỏi trừng ra cái này thật bất khả tư nghị, tiến vào tiên vương mộ địa người còn có khả năng tự mình chạy ra sao. Tìm địa phương yên lặng nói sau, Lăng Hàn nói, hắc lư vung chân, một người một chó một con lừa liền đột nhiên biến mất. Những thiên kiêu chạy đến kia đều kỳ quái, người nọ là ai? Người này là ai? Không biết, hắn gọi Lăng Hàn, có một người trẻ tuổi đột nhiên mở miệng, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, cười. Nghiêm tiên lộ, lúc trước Lăng Hàn đánh với thiên sinh một trận liền không có tin tức nữa, đại bộ phận người đều nói hắn đã chết tuy nghiêm tiên lộ không tin lăng hàn dễ dàng chết như vậy nhưng nhiều năm không có xuất hiện lại để cho trong nội tâm hắn lo lắng nhưng vừa rồi hắn rốt cuộc thấy được lăng hàn lăng hàn là ai có người hỏi cái kia nói ra liền dài rồi nghiêm tiên lộ cười nói lăng hàn hắc lư đại hắc cầu xuất hiện ở trên đỉnh núi hắc lư không kiên nhẫn nói tiểu tử rốt cuộc là trời sập hay đất sụt lăng hàn nói chuyện đã xảy ra trong nguyên cổ mộ một lần Hắc Lư lập tức tái mặt. Ôi má ơi, cái này quả thật là xảy ra chuyện lớn rồi. Hắc Lư kinh hãi, việc này, bổn tỏa cũng quyết không được a. À. Bổn tỏa lập tức đi tìm Chu Hằng, để cho tên kia xuất mã, nếu không chỉ cần chạy trốn một hai cái, cũng sẽ tạo thành phiền toái cực lớn. Hơn nữa, lúc trước thành lập tiên vương mộ địa chính là bận tâm đến các thiên tôn, hiện tại muốn chấn giết toàn bộ tiên vương ở bên trong, nhất định sẽ bị rất nhiều thiên tôn phản đối, rất khó xử lý viên mãn. Ngoá, tiện nhân cuồng loạn này làm sao sử xuất ám chiêu như vậy. Hắc lư bốn chân nhảy loạn, lộ ra cực kỳ bực bội. Muốn chân giết một đám tiên vương tầng 9 tự nhiên không khó, khó chính là sau lưng rất nhiều tiên vương tầng 9 đều có bối cảnh cường đại. Hiện tại là thời điểm đối kháng cuồng loạn, vạn nhất náo đến nhân tâm bất ổn, sẽ giao động toàn bộ đại cục. Mặc kệ, bổn tọa đi truyền tin tức, Hắc lư xé mở không gian, trực tiếp rời đi. Lăng Hàn cùng đại Hắc cầu mắt to chừng đôi mắt nhỏ, mặc dù sắp qua một ước năm không có gặp nhau, nhưng bọn hắn lại căn bản không có một chút biến hóa. Chó chết, tìm tiên kim như thế nào rồi? Lăng Hàn hỏi, bọn hắn còn có một nhiệm vụ, cái kia chính là trấn áp thiên sinh, để cho linh hồn của duyên sinh thiên tôn chuyển sinh, nhưng khí lực của thiên sinh có thể so sánh tiên kim, muốn trọng thương được hắn, trước phải tăng tiên ma kiếm lên tới thiên tôn bảo khí, mới có thể uy hiếp được thiên sinh. Thôi đi, ngươi cho rằng tiên kim là rau cải trắng sao? Đại hắc cầu khó chịu nói, nhưng vẫn lấy ra bảy khối tiên kim. Lăng Hàn kinh ngạc, người đi đâu hãm hại lừa gạt nhiều như vậy. Trường 2979, xảy ra chuyện lớn. Ngắn ngủn không đến một ước năm liền lấy được bảy khối tiên kim, cho dù là ở viêm xương vị diện cũng cực kỳ không dễ dàng. Đi đi đi, nói năng bậy bạ gì đó. Đại hắc cầu cua quơ móng vuốt, nhanh nhìn xem, có thể để cho tiên ma kiếm tấn cấp hay không. Lăng Hàn gật đầu, lấy ra tiên ma kiếm, bắt đầu thôn phệ tiên kim. Tiên kim cứng cỏi, tiên vương tầng 9 có thể đúc lại, có thể chặt đứt, nhưng Thủy Trung không có cách nào hủy diệt, nhưng thời điểm đối mặt vệ kim thiết, tiên kim lại vô cùng yếu ớt, rất nhanh liền bị rút lấy tất cả tinh hoa, biến thành bụi bầm. Lăng Hàn Dương động tiên ma kiếm, cẩn thận nhận thức một chút, mới nói. Còn kém một chút, đoán chừng còn muốn năm ba chục khối tiên kim nữa. Ta sát, đại hắc cẩu nhe răng, làm sao muốn nhiều như vậy, còn để cho cẩu sống hay không? Lăng Hàn chỉ cười cười, nhìn chầm chầm vào đại hắc cẩu. Tốt rồi, Cầu ra tiếp tục đi làm còn không được sao. Đại hắc cậu quay người rời đi, nó so với Lăng Hàn còn muốn duyên sinh thiên tôn có thể phục sinh, dù sao Lăng Hàn cũng không có chính thức tiếp xúc qua duyên sinh thiên tôn, nhưng đại hắc cậu là đi theo duyên sinh thiên tôn tu luyện, cảm tình vô cùng thâm hậu. Lăng Hàn quay lại chỗ ở, nhiều năm như vậy, hắn cũng tích lũy vô số tài nguyên tu luyện. Nữ hoàng, nhu yêu nữ cũng ra tiền khách cư, cầm qua toàn bộ tài nguyên tu luyện của mình, giao cho Lăng Hàn xử lý. Lăng Hàn ý định luyện đan, chỉ dựa vào võ viện cung cấp, thu được tài nguyên tu luyện vẫn có hạn, dù sao hắn muốn tăng lên bất diệt tiên vương thể, điều này cần tài nguyên quá nhiều, dựa vào võ viện cho, cái kia đoán chừng phải một kỷ nguyên mới có khả năng thành công. Hắn một bên dưỡng thương, một bên tu luyện, một bên luyện đan, về phần sự tình nguyên cổ mộ đã không cần hắn đi lo lắng, nếu ngay cả Chu Hằng cũng làm không được chuyện này, vậy hắn chỉ là tiên vương tầng 7 lại có thể tạo được tác dụng gì. Mấy năm sau, tay đứt của hắn phục sinh, không có để lại một chút di chứng lại vài năm sau có tin tức truyền ra tiên vương mộ địa bị đẩy bình chỉ có rất ít người còn sống đi ra cái này cực kỳ kinh người đưa tới vô số người quan tâm cũng làm cho rất nhiều thế lực lớn cực kỳ tức giận bởi vì thăng long đan kỳ thật tiên vương mộ địa có rất nhiều tiên vương là bị cố ý phái vào ví dụ như thanh quỷ tiên vương nhưng bây giờ những người này đều chết ở chỗ này thăng long đan tự nhiên cũng không có khả năng có nữa cái này để cho các thế lực lớn phẫn nộ còn truy tra chân tướng sự tình sau khi lăng hàn biết được thầm nghĩ khẳng định có chút thế lực sẽ tính toán sổ sách đến trên đầu mình bởi vì là hắn báo tin tức mới đưa đến tiên vương mộ địa hủy diệt cái này đương nhiên không liên quan tới lăng hàn nếu không phải hắn mang về tin tức nhiều chuẩn thiên tôn như vậy xuất thế không biết sẽ tạo thành bao nhiêu phá hư đây là thiên đại công lao mà những thế lực kia sao sẽ nghĩ như vậy bọn hắn chỉ biết lợi ích của mình bị tổn hại mà nguyên nhân trực tiếp là lăng hàn muốn trách cứ trách nếu như tu vi của ta đại thành sợ ai tới chứ? Ai dám tới tìm phiền toái, trực tiếp tiêu diệt, làm ra sự tình phát rồ như vậy, mỗi cái nên giết. Lăng Hàn rất nhanh liền để việc này qua một bên, chuyên tâm tu luyện cùng luyện đan. Hắn một ngàn năm mới có khả năng hấp thụ đến một viên hư tử, sau đó dùng rèn luyện thân thể, đạt được thể thuật tăng lên, mà thân thể phải trước trải qua một lần trà đạp toàn bộ phương vị, thực lực tăng lên như vậy quá gian nan, nhưng mà vô cùng vững chắc, thân thể ở trong thiên truy bách luyện như vậy, bất diệt tiên vương thể tầng thứ bảy rõ ràng hoàn toàn tu thành. Lăng Hàn không ngừng cố gắng, thực lực vững bước tăng lên, một phương diện khác, hắn cũng luyện ra rất nhiều đan dược, ý định tìm một cơ hội đi trao đổi chút ít thiên tài địa bảo. Ba vạn năm sau, hắn xuất quan, người vừa đi ra, Vũ Hoàng, nghiêm tiên lộ, liền nhau nhau tới, cùng hắn tụ hội, tính toán ra, bọn họ đều sắp một ước năm không có gặp lại rồi. Tốc độ tu luyện của Vũ Hoàng y nguyên tấn mãnh, đạt đến tầng 5, nghiêm thiên lộ, dị thì kém một chút, vẻn vẹn dừng lại ở tầng 3, cái này không thể so sánh với Lăng Hàn, nhưng vô luận phóng tới vị diện nào, đây cũng là nhanh đến kinh người. Lăng Hàn, chủ nhân nhà ta có chuyện truyền ngươi, còn không mau mau đi ra quỷ nghe. Một thanh âm đột nhiên truyền tới, là ai kiêu ngạo như vậy, nghiêm tiên lộ lập tức đứng lên, ánh mắt của dị lại lóe lên nói, cái kia hình như là tay sai của thiên sinh, Chu Hoành Huyền thiên sinh ánh mắt của lăng hàn cùng vũ hoàng đều phát sáng lộ ra chiến ý hừng hực ta đi đuổi hắn dị đứng lên đi về phía ngoài cửa thiên sinh chỉ phái một thủ hạ vậy bên bọn họ cũng không thể để lăng hàn đi đối mặt nếu không chẳng phải hạ giá lăng hàn không nhúc nhích nhưng chỉ một hồi liền nghe bên ngoài truyền đến động tĩnh rất lớn hiển nhiên dị đã cùng chu hoành huyền đánh nhau trận chiến đấu này không có kéo dài bao lâu rất nhanh liền gió êm sóng lặng sau đó liền thấy dị đi nhanh đến thiên sinh muốn làm gì? Nghiêm tiên lộ nhịn không được hỏi, dị hít vào một hơi thật sâu nói. Hắn ước chiến Lang Hàn, ở ba ngày sau đi thiên phong lâm chiến một trận. Thiên sinh khiêu chiến, Lang Hàn nghĩ nghĩ nói, thiên sinh bây giờ là tu vi gì? Hắn tiến bộ kinh người, đã là tầng 7 rồi. Vũ Hoàng nói, một ước năm cũng chưa tới, hắn liền trực tiếp phá hai tầng, tốc độ này nhanh kinh người, phải biết rằng cảnh giới càng cao, tăng lên lại càng chậm. Lang Hàn tươi cười, tầng 7 sao, tốt, đáp ứng hắn, ba ngày sau, ở thiên phong lâm chiến một trận. Vũ Hoàng, dị, nghiêm tiên lộ đồng thời biến sắc, nhao nhao khuyên nhủ. Lăng Hàn, không nên vọng động, thiên sinh này chiến lực viễn siêu cảnh giới, trình độ yêu nghiệt không dưới ngươi. Hắn đã từng khiêu chiến qua cường giả tầng 9, thắng, hơn nữa, người này khí lực mạnh như tiên kim, điểm ấy là đáng sợ nhất, tiên vương cường thịnh trở lại cũng chỉ có thể áp chế hắn, mà không có cách nào chém dụng. Hắn tiên thiên liền đứng ở thế bất bại, quá khó đối phó rồi. Lang Hàn chỉ mỉm cười, sau đó buông cảnh giới ra, lập tức, bảy đạo dị sắc quấn quanh ở trên người, oanh, khi tức kinh người lưu truyền, ba người vũ hoàng đều kinh hãi thất sắc.